Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 22. Diệp Thần vốn cho là đá màu đen bay ra ngoài là bởi vì là luân hồi mộ địa muốn hấp thu một số long mạch lực. Lại không nghĩ rằng, vậy duy nhất có thể dẫn động mộ bia lại vỡ vụn. Bây giờ những thứ này đại năng cũng mình đi ra. Sát Lục Đạo Quân, Thương Hải Bình, thậm chí còn bây giờ Trần Thiên Lê đều đang là chủ động đi ra. Mấu chốt cái này Trần Thiên Lê hiện ở khi xuất hiện là làm gì? Trước mắt hắn cũng không có nguy hiểm tồn tại, một khi thời gian hao phí vậy thì thật không có lợi lắm. Long mạch khí không ngừng bao quanh Trần Thiên Lê, sau lưng hắn cái hộp kiếm mấy thanh kiếm đồng loạt bay ra, nháy mắt tức thì, vạn đạo kiếm ảnh lóe lên. Hắn quanh thân tựa như bị vô số bóng kiếm bọc. Khí thế cực kỳ cường thế. Diệp Thần giờ khắc này coi như là cảm thấy vạn đạo kiếm tôn mấy chữ này hàm nghĩa, nói cách khác, cái này Trần Thiên Lê là lấy kiếm là đạo tồn tại. Trần Thiên Lê trôi lơ lửng ở long mạch trên, liên tục không ngừng long mạch khí bị Trần Thiên Lê hấp thu, hắn thân thể hiện lên một tia kim mang. Dần dần, vốn là hư ảnh lại thực chất hóa, giống như Diệp Thần trước mặt chân chân thiết thiết xuất hiện một người. Trần Thiên Lê nhắm mắt, trên người hắn ánh sáng toàn bộ biến mất. Nguyên bản lăn lộn long mạch khí, toàn bộ biến mất. Liền liền chui vào long mạch ở giữa huyết long hư ảnh cũng giống như phát giác cái gì, hơi cúi đầu, thật giống như sợ hãi đạo thân ảnh kia. Tên này, Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, chỉ gặp vậy Trần Thiên Lê mở mắt ra, một đạo hàn quang bắn ra. Vô số đạo kiếm ý bay trở về cái hộp kiếm, hết thảy bình tĩnh. Trần Thiên Lê gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mấy giây sau đó. Khóe miệng phát họa một đạo độ cong, đạp không tới. Hắn liền đạp không khí, không chút nào trở ngại, chớp mắt bây giờ liền tới đến Diệp Thần bên người. Thằng nhóc, cuối cùng gặp mặt, Trần Thiên Lê nhàn nhạt nói, long mạch này khí nhưng mà vật đại bổ, người thật không mang đi cái long mạch này. Nếu như tay người cầm cái long mạch này, vậy người tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ ích lợi không có chỗ hại. Thế gian mọi thứ pháp khí. Phỏng đoán cũng chỉ có luân hồi mộ địa có thể chịu đựng cái long mạch này, qua thôn này cũng chưa có tiệm này. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta tuy không phải cái gì người lương thiện, nhưng là tu vi thành lập ở mấy trăm triệu hoa hạ con dân trên mình, loại chuyện này ta vẫn là không làm được. Trần Thiên Lê như có điều suy nghĩ nhìn một cái Diệp Thần, gật đầu một cái, luân hồi mộ địa không có chọn lầm người, ngươi như tâm tư bất chánh, ta đối với ngươi có thể là một loại khác cái nhìn. Nhưng là ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta nguyện ý đem cuộc đời này sửa kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, chỉ bất quá ngươi ta tu vi chênh lệch quá lớn, ta phần lớn kiếm kỹ ngươi cũng lĩnh ngộ không. Trần Thiên Lê ánh mắt rơi vào long mạch trên, tiếp tục nói, ngươi bây giờ là ly hợp cảnh tầng thứ nhất, mặc dù không có thể mang đi long mạch, nhưng là mượn long mạch đột phá một ít cảnh giới vẫn là có thể, ta là ngươi thủ một ngày, ở nơi này đột phá là được. Diệp Thần ngẩn ra. Long mạch này đất có thể chống đỡ không được một ngày à, hắn mới vừa muốn nói chuyện, Trần Thiên Lê tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta biết sửa phục trận pháp này, long mạch vậy không gây thương tổn được ngươi cái gì, một ngày sau, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Nói xong, Diệp Thần liền cảm giác được sau lưng cuốn lên một cổ cực mạnh khí thế, rất miễn cưỡng đem hắn đẩy xuống long mạch. Hắn hai chân dẫm ở long mạch trên, một cổ cực mạnh nóng bỏng hơi thở tấn công tới. Hắn thậm chí cảm giác mình đều phải hòa tan. Ngay tại lúc này, Trần Thiên Lê ngón tay bóp quyết, một đạo kim sắc bình phong che chở trực tiếp ở Diệp Thần bề ngoài xanh thành. Bình phong che chở chống đỡ hết thảy lực lượng. Ngươi an tâm tu luyện. Diệp Thần nhìn một cái Trần Thiên Lê, không do dự nữa, nhắm mắt lại, cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, vô số long mạch khí tràn vào hắn thân thể, hắn đan điền tựa như bị một đạo ngọn lửa vô hình dồi dào. Đột phá cảm giác ngay tức thì tấn công tới. Trần Thiên Lê nhìn long mạch ở giữa thanh niên, con người híp lại, lẩm bẩm nói, người này thật có thể mang chúng ta đi ra chỗ đó. Phá vỡ chúng ta số mệnh, tới tuổi 20 chính là ly hợp cảnh, thả ở chỗ này, quả thật nghịch thiên, nhưng là ở chỗ đó, còn thiếu quá nhiều, ta thậm chí ở thằng nhóc này trên mình không thấy được bất kỳ hy vọng. Người này bị bọn họ cho rằng là người xoay mình. Chúng ta trăm người đem hết thảy hy vọng đặt tiền cuộc ở thằng nhóc này trên mình, thật sẽ hữu dụng. Chỉ mong hết thảy không phải phí công, hắn nếu bị vị kia lựa chọn là luân hồi mộ địa mộ chủ, ta cũng nên tôn trọng vị kia.
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa hang, Bách Lý Hùng, Bách Lý Băng cùng với Chu Nhã đang nóng nảy chờ đợi. Bách Lý Hùng nhìn một cái thời gian, 10 phút đã qua, nhưng là Diệp Thần còn chưa ra. Đáng chết, Diệp Thần y chẳng lẽ ở bên trong xảy ra chuyện. Bách Lý Hùng quả đấm hơi cầm chặt. Ba, nếu như vượt qua 10 phút, bên trong sẽ như thế nào? Bách Lý Băng lo lắng nói. Bách Lý Hùng gắt gao nhìn chằm chằm cửa vào, hắn có thể cảm giác được một tia chấn động, vượt qua 10 phút, long mạch khí sẽ ở bên trong hoàn toàn bùng nổ, nhiệt độ thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn độ, người bình thường muốn ở bên trong còn sống rất mệt khó khăn, không chỉ như vậy, cửa động cấm chế cũng biết khởi động, đóng cửa lại, như vậy, Diệp Thần y muốn đi ra cũng khó khăn. Nghe được câu này, Bách Lý Băng và Chu Nhã sắc mặt đại biến. Mấu chốt giờ phút này Diệp tiên sinh hoàn toàn có thể đi ra, tại sao còn chưa ra dấu hiệu? Chu Nhã lắc đầu một cái, Diệp tiên sinh không thể nào có chuyện, ta hiểu Diệp tiên sinh. Ngay tại lúc này, một cổ cực mạnh chấn động tấn công tới, sơn động kia cửa ầm ầm đóng lại. Cuồn cuộn bụi bặm lên, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Ba người cũng không nói gì thêm, bọn họ chỉ thấy vậy cánh cửa đỏ bừng, có thể gặp bên trong nhiệt độ có bao nhiêu cao. Ngay tại ba người lo lắng hơn, một giọng nói từ bên trong xuyên thấu tới. Các người đi về trước, một ngày sau ta tự nhiên sẽ trở lại kinh thành. Chính là Diệp Thần thanh âm. Bách Lý Hùng diễn cảm cổ quái vạn phần, hắn so tất cả mọi người đều biết rõ cái này tần lĩnh long mạch. Nhưng là giờ phút này tần lĩnh long mạch cuồng bạo nhiệt độ lại đối với Diệp Thần không có bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì yêu nghiệt? Hắn không nghĩ nhiều nữa. Đối với Chu Nhã và Bách Lý Băng nói, trước trở lại kinh thành, chuyện lần này, ta phải bẩm báo thủ trưởng, còn như Diệp tiên sinh, lấy hắn thực lực chúng ta không cần lo lắng an nguy của hắn, toàn bộ Hoa Hạ có thể gây tổn thương cho hắn hẳn không có bao nhiêu người. Chu Nhã và Bách Lý Băng nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi lúc đó, trong rừng rậm truyền tới thanh âm huyên náo, Bách Lý Hùng hơi biến sắc mặt, đem hai nữ canh giữ ở hắn sau lưng. Chẳng lẽ còn có thế lực lẻn vào? Hắn năm ngón tay nắm chặt, một chuôi trên đất vũ khí trực tiếp bị hắn cầm ở lòng bàn tay, sát cơ lạnh như băng hỏa khí tức phóng thích mở. Ngay tại bầu không khí khẩn trương đến mức tận cùng, trong rừng rậm chui ra vô số ăn mặc tác chiến dùng chiến sĩ. Bọn họ khí tức cường đại, tác chiến phục trên viết thiết huyết doanh ba chữ to. Ước chừng mấy trăm người. Thiết huyết doanh cường giả khi thấy Bách Lý Hùng, đồng loạt nghiêm. Kích động nói, tướng quân. Thanh thế chấn thiên, lại là ngưng tụ ra một chuôi bóng sói. Bách Lý Hùng thở ra một hơi, đem kiếm trong tay vứt trên đất, số 1 phân đội, lưu ở chỗ này, số 2 và số 3 phân đội, đại quy mô co giúp lại tần lĩnh dãy núi, khép kín hết thảy bí mật. Còn lại thiết huyết doanh chiến sĩ, theo ta dọn dẹp chiến trường, thu lấy chứng cớ. Liên lạc quân cơ, 15 phút bên trong, chúng ta phải về kinh. Tướng quân, thiết huyết doanh hiệu suất hết sức cao, ở quân cơ trước khi tới liền góp nhặt hết thảy chứng cớ. Bách Lý Hùng và hai nữ cũng là lên quân cơ. Dẫu sao long mạch sự việc đã bị rất nhiều người biết, ắt sẽ có thật nhiều thế lực tới, mặc dù lớn nhất hai cái thế lực đã bị Diệp Thần chém chết, nhưng là sự việc xa không có dễ dàng như vậy. Ngay tại quân cơ rời đi sau đó, Giang Kiếm Phong nhưng là không biết từ nơi nào đi ra. Hắn nhìn một cái bị phong bế long mạch cửa hang, con người rơi vào trầm tư, bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì, Bách Lý Hùng tại sao phải khép kín hết thảy tin tức. Còn nữa, tại sao Diệp Thần không có từ bên trong đi ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Hắn không do dự nữa, phát hình một cái điện thoại. 3. Thất bại, long mạch cửa hang đóng kín, vào sơn động thế lực không có một cái đi ra, theo ta biết, hẳn là toàn quân chết hết. Bên đầu điện thoại kia dừng lại chốc lát, mở miệng nói, Bách Lý Hùng còn sống không? Bách Lý Hùng và Thiết Huyết Doanh mới vừa ngồi quân cơ rời đi, hẳn trở về kinh thành. Biết, bên đầu điện thoại kia cụ già có chút tịch mịch, chợt điện thoại lại là cắt đứt. Người được long mạch có thiên hạ, nếu như tất cả mọi người đều không chịu nổi long mạch phúc trạch, đó cũng coi là một cái so sánh công bình kết cục. Hoa Hạ thế cục không thay đổi, vậy đối với hắn Giang gia mà nói, còn coi là chuyện tốt. Còn như Diệp Thần ban đầu xuất khẩu cuồng ngôn lời nói, Giang lão gia tử tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ở hắn trong mắt,
Diệp Thần trừ trên người vũ khí cường đại trở ra, không đúng tí nào. Đối với Giang gia, thậm chí còn đối với cục võ đạo Hoa Hạ không có ảnh hưởng chút nào. Một cái hèn mọn tiểu tử liền muốn dung chuyển cái này mấy ngàn năm ổn định thế cục, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Mà giờ khắc này, long mạch đất. Diệp Thần toàn thân đỏ thẫm, đỉnh đầu lần quẩn một cái huyết long. Huyết long thân thể mở rộng mấy phần, mấu chốt trên mình thậm chí có một đạo hỏa diễm. Giống như huyết long nắm giữ ngọn lửa thuộc tính vậy. Long mạch đất, không ngừng vang lên từng đạo long ngâm. Đi đôi với quanh thân lỗ chân lông mở ra, Diệp Thần nhất thời cảm giác từng cổ một mạnh mẽ vô biên năng lượng tràn vào đến mình trong thân thể. Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển, Diệp Thần cả người tựa như hóa là một cái hắc động, vô cùng vô tận chiếm đoạt long mạch khí. Điều này có thể tính đâu chỉ ở bên ngoài tầm thường tu luyện mấy chục lần. Cường đại năng lượng đánh vào dưới, để cho Diệp Thần không nhịn được lộ ra thống khổ thần sắc. Từng cổ một năng lượng phun trào, dường như muốn đem Diệp Thần thân thể xé, đem hắn gân mạch căng bể. Phá! Diệp Thần một tiếng giống giận, chung quanh long mạch tựa như hóa là chất lỏng, lăn lộn. Ngoại giới kinh khủng long mạch khí điên cuồng xông lên rầm rầm, Diệp Thần trong cơ thể linh khí, do như nước thủy triều, ổn định leo lên. Cực kỳ ung dung liền vượt qua ly hợp cảnh tầng thứ hai. Nhưng là đột phá ý xa không có dừng lại. Thời gian đã bất chi bất giác trôi qua một ngày. Trần Thiên Lê nhíu mày một cái, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, kinh ngạc nói, thằng nhóc này, lại vẫn đang kiên trì. Ly hợp cảnh tu vi có thể ở bên trong kiên trì vượt qua một ngày cũng không dễ dàng, xem ra mình thật xem nhẹ tiểu tử này. Toàn bộ long mạch, giờ phút này, hóa là một cái vòng xoáy to lớn. Diệp Thần yên tĩnh ngồi xếp bằng ở vòng xoáy chính giữa, điên cuồng thu lấy năng lượng. Như vậy tu luyện, bực nào kinh tâm động phách. Lại qua một ngày, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, bắn ra một đạo hàn tinh. Đỉnh đầu khắp người ngọn lửa huyết long vậy chui vào đến Diệp Thần thân thể. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong, ly hợp cảnh thứ tầng 3, coi như không tệ. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó một bước ra, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Đi thẳng tới Trần Thiên Lê bên người. Cảm ơn tiền bối là ta hộ pháp. Trần Thiên Lê gật đầu một cái, phải, hai ngày, cũng nên rời đi nơi đây, tiếp theo mấy ngày, ta phải đi ra ngoài một chuyến làm một chuyện, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Thần ngẩn ra, cổ quái nhìn về phía Trần Thiên Lê, kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi chẳng qua là thần hồn hư thể. Người còn có thể rời đi luân hồi mộ địa. Trần Thiên Lê hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ta sở dĩ để cho ngươi bước vào long mạch đất, là có nguyên nhân, Hoa Hạ mỗi một cái long mạch đều có một giọt thánh long nước, ta phá vỡ luân hồi mộ địa cấm chế chính là vì điều này. Tần lĩnh long mạch thánh long nước kết hợp ta vạn đạo kiếm tôn bí pháp, có thể ngắn ngủi ngưng tụ thật thể 10 ngày. Mặc dù có thật thể, nhưng là lực lượng nhưng trói buộc rất nhiều, lần này, ta phải đi một chỗ làm chuyện, chuyện này vì ngươi, vậy có thể nói là vì luân hồi mộ địa, sau này ngươi liền sẽ biết. 5 ngày sau, ta liền sẽ đến tìm ngươi, cái này 5 ngày, ngươi tận lực kiềm chế một ít, ta lúc ấy ở trong luân hồi mộ địa, cảm giác rõ ràng đến kinh thành không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những cái kia ẩn núp trong bóng tối cao thủ, đối với ngươi cũng có thể tạo thành uy hiếp. Đột nhiên, Trần Thiên Lê từ phía sau lưng trong cái hộp kiếm lấy ra một thanh kiếm. Đưa cho Diệp Thần, kiếm này ngươi cầm, tên là U Dương Kiếm, nó nhìn như là một thanh kiếm, nhưng là thực tế lại là một đạo kiếm quyết. Lúc cần thiết, dùng ngươi máu tươi dẫn động kiếm quyết này, Hoa Hạ dưới, không người nào có thể địch. Ta vốn định dạy ngươi một ít thứ, nhưng là rất nhiều thứ, dưới mắt ngươi không cách nào nắm trong tay, hết thảy đợi ta trở lại nói sau. Diệp Thần nhận lấy thanh kiếm kia, thân kiếm thép mà đúc đạt tới mỏng, lộ ra nhàn nhạt sắc bén. Chuôi kiếm là một cái rồng màu vàng đại bàng chi án, lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, nhẫn như thu xương. Tốt lắm, ta cũng nên rời đi nơi đây. Trần Thiên Lê hướng cửa hang đi, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ long mạch đất cấm chế trực tiếp phá vỡ, một tia ánh sáng chiếu vào, bóng người ngay tức thì biến mất. Diệp Thần vội vàng đuổi theo, nhưng phát hiện, cái này tần lĩnh dãy núi vùng lân cận, nào còn có Trần Thiên Lê bóng người à? Tên này đi làm chuyện, chẳng lẽ là đi Côn Lôn hư? Diệp tiên sinh, ngay tại Diệp Thần do dự đang lúc,
hai cái ăn mặc tác chiến dùng thanh niên mở miệng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta là thiết huyết doanh, tướng quân ở trăm mét ra an bài quân cơ, nếu như Diệp tiên sinh muốn trở lại kinh thành, có thể ngồi chiếc máy bay này rời đi. Diệp thần nhìn lướt qua hai người ngực ký hiệu, gật đầu một cái, được, đưa ta hồi kinh. Diệp tiên sinh. Diệp thần vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát giác cái gì, lạnh như băng con người hướng rừng cây chỗ sâu một phương hướng đi. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cảm thấy sát cơ lạnh như băng từ chỗ đó tấn công tới. Diệp thần không do dự nữa, thương long huyễn thân quyết phun trào, chân khí lại là ở hai chân bùng nổ, vậy hai cái thiết huyết doanh chiến sĩ hoàn toàn thấy đờ ra, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua một đạo tàn ảnh. Quá nhanh, rất nhanh, Diệp thần liền đi tới mấy trăm mét ra ngoài địa phương. Nhưng không có một cái bóng người. Diệp thần chau mày, loại cảm giác đó không có sai, mới vừa rồi tất nhiên có người ở chỗ này. Trong cơ thể hắn huyết long lại là sao động bất an. Hắn tầm mắt ở bao quanh liền mấy phần, đột nhiên phát hiện cái gì, ngồi chồm hổm xuống, chỉ gặp cách đó không xa có hai cái dấu chân thật sâu. Dấu chân rất sâu, nói rõ mình lên đường nháy mắt, đối phương đặc biệt phát giác cái gì, trực tiếp biến mất. Tốc độ không thể so với hắn thấp. Xem ra ở tần lĩnh long mạch thời điểm, một mực có người âm thầm nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá cái này âm thầm nhìn chằm chằm lại sẽ là thế lực kia. Hoa Hạ võ đạo tổng cục trực tiếp bị hắn loại bỏ, Trịnh Nhân Quyết đều bị hắn chém chết, hẳn không có người sẽ như vậy. Chẳng lẽ là Đoạn Hồn Môn? Vậy Hà trưởng lão ở trong bóng tối giữ lại hậu thủ? Cũng hoặc là khác rình dập long mạch khác thế lực? Ngay tại lúc này, vậy hai cái thiết huyết doanh chiến sĩ theo sau, Diệp tiên sinh, phát sinh cái gì? Diệp thần lắc đầu một cái, không việc gì. Kinh thành phi trường quân sự. Diệp thần xuống máy bay, liền chạy thẳng tới kinh thành đại học sư phạm. Hắn lúc rời kinh thành trước cho Giang Nữ Dung gửi một cái tin nhắn ngắn, mở máy sau này, không có nhận được Giang Nữ Dung thơ hồi âm. Xuống phi cơ thời điểm còn tận lực gọi mấy cú điện thoại vậy biểu hiện không có nghe. Mặc dù có số một vị kia bảo đảm, mẫu thân khẳng định không có chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bận tâm, hắn lập tức bước nhanh hơn. Chừng 10 phút sau đó, Diệp thần đi tới giáo viên nhà trọ, cửa khép hờ, bên trong ngược lại là truyền đến mấy đạo tiếng cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng cười kia có chút quen thuộc. Diệp thần đẩy cửa ra, khi thấy bên trong cảnh tượng, ngay tức thì bối rối mấy phần. Mẫu thân không có ở tu luyện, mà là ở phòng khách làm sủi cảo, mấu chốt bên trong không chỉ mẫu thân một người, còn có hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết, các nàng lại có thể tới kinh thành. Giang Nữ Dung tâm tình tựa hồ không tệ, một mực đang cười, nàng ánh mắt nhìn lướt qua cửa Diệp thần, trở về à. Sau đó, cũng chưa có nói sau. Giang Nữ Dung tựa hồ đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết trên mình. Mấu chốt thời khắc này miệng các nàng ba ngọt không được, đấu mẫu thân vui vẻ cười to. Toàn bộ phòng khách đều là tiếng cười nói. Hạ Nhược Tuyết tựa hồ chú ý tới Diệp thần, đi phòng bếp tẩy cái tay, mắt đẹp chớp động, nói chúng ta cũng là sáng sớm hôm nay vừa mới tới. Tập đoàn Thiên Chính nghiệp vụ trọng tâm chủ yếu ở thành phố cấp 1, kinh thành thành tựu thủ đô TQ, không thể nghi ngờ là cao nhất trụ sở chính đất, ngày mai tập đoàn Thiên Chính thì biết vận chuyển bình thường. Ngươi liền không quan tâm, ngươi tấm chi phiếu kia thẻ trị giá bao nhiêu tiền. Hạ Nhược Tuyết cười hì hì nói, nàng biết Diệp thần không quan tâm tiền, nhưng là vậy một chùm con số, cũng sẽ để cho người đàn ông rất có cảm giác thành tựu. Dẫu sao tập đoàn Thiên Chính từ Ninh Ba bắt đầu, đến bây giờ, chỉ bất quá không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Cái này nửa năm rất nhiều xí nghiệp vẫn còn ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Nhưng là tập đoàn Thiên Chính cũng đã thành là Hoa Hạ nhất kiếm tiền tập đoàn một trong. Không chỉ như vậy, cho tới nay quân đội cùng với chính phủ cũng có một đạo lực lượng bảo vệ tập đoàn Thiên Chính, nếu không tuyệt đối sẽ có nhiều hơn người rình rập. Hạ Nhược Tuyết cho Diệp Thần rót một ly nước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt đẹp tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói, mới vừa rồi nhưng có một cái xinh đẹp nữ hàng xóm tới nhà ngươi, cầm trong tay cái gì, nhưng là khi thấy chúng ta liền chạy ra ngoài, A-di đuổi theo, nhưng là đã không thấy, người muốn không muốn gọi điện thoại cho nàng.
Hạ Nhược Tuyết mơ hồ có thể cảm giác được cái đó cô gái đẹp và Diệp Thần có chút quan hệ, nàng trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ghen tức, mấu chốt vẫn là phải xem Diệp Thần lựa chọn. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ban đầu phá vỡ u hồn ngục giam một khắc kia, Ngụy Dĩnh giúp hắn quá nhiều, thậm chí yên lặng thừa nhận to lớn thống khổ. Sát huyết hàn thể người, chỉ có hai cái kết cục. Thứ nhất, sát huyết hàn thể phát tác, chịu đựng mọi thứ thống khổ, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Thứ hai, bước vào con đường tu luyện, lấy công pháp và tu vi trấn áp sát huyết hàn thể, thậm chí có thể đem sát huyết hàn thể cường hóa mình. Mặc dù bây giờ không có thích hợp nàng công pháp, nhưng là theo hắn bước vào ly hợp cảnh, La Vân Thiên Phong bế một ít công pháp đã rõ ràng. Trong đó có một cái kêu là công pháp, trước mắt mà nói, hẳn tương đối thích hợp Ngụy Dĩnh. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết cười lúm đồng tiền như hoa, người đi xem một chút đi, ta và Tôn Di cũng không phải là cái gì yêu ghen cô gái, cái cô gái này lòng không xấu xa, ta từ ánh mắt nàng trong có thể nhìn ra một ít thứ, còn nữa, nàng có lẽ có chút đơn thuần, vạn nhất làm xảy ra cái gì chuyện ngu xuẩn liền cái mất nhiều hơn cái được. Hạ Nhược Tuyết nhắc nhở, có đạo lý, Diệp Thần vội vàng bấm Ngụy Dĩnh điện thoại, nhưng cho thấy tắt máy. Sau đó Diệp Thần liền gọi cho Cần Phải Kình, lấy Long Hồn hệ thống, muốn tra Ngụy Dĩnh tung tích, quá mức đơn giản. Hai phút sau đó, Cần Phải Kình trở về một cú điện thoại tới đây, Diệp tiên sinh, Ngụy tiểu thư bây giờ ở kinh thành ba giảm tích chữ STIN quán ba. Phái người giúp ta trông nom nàng, không thể để cho nàng xảy ra chuyện, cũng không thể để cho nàng uống một ly rượu. Diệp tiên sinh. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cúp điện thoại, trực tiếp đón xe taxi hướng ba giảm tích chữ đi. Cái này Ngụy Dĩnh tử lượng hắn cũng đã thấy rồi, lại còn học người khác uống rượu. Kinh thành STIN quán ba. Ngụy Dĩnh xuất hiện ở quán ba, cơ hồ làm cho cả quán ba sáng lên. Dẫu sao lui tới quầy rượu nữ sinh vậy đều là nùng trang diễm mặt hạng người, có chút người đàn ông đã sớm xem ngán, nhưng là giống như Ngụy Dĩnh loại hóa sắc này, bọn họ thật đúng là chưa từng thấy mấy lần. Thậm chí liền người pha rượu trong mắt cũng xuất hiện một tia tươi đẹp. Người đẹp, muốn một ly gì? Theo, liền. Người pha rượu nhướng mày một cái, nhưng vẫn là gật đầu nói, được. Không lâu lắm, một ly màu đỏ nhạt rượu liền đặt ở trước mặt nàng. Người đẹp, mời từ từ dùng. Ngụy Dĩnh đưa tay ra, đột nhiên lại dừng lại, nàng nghĩ tới ban đầu Diệp Thần phân phó tiếng nói, Diệp Thần để cho nàng tuyệt không thể uống rượu. Coi như uống rượu vậy nhất định phải Diệp Thần đi cùng. Nàng quơ quơ liền đầu, nhìn một cái trước mặt rượu, còn rút tay trở về. Thôi, không uống. Ngay tại lúc này, mấy cái khắp người xâm người đàn ông đi lên. Người đẹp, một người uống rượu. Một cái trong đó người đàn ông lại là một cái tay muốn ôm Ngụy Dĩnh eo. Ngay tại lúc này, một đôi tay tựa như vô căn cứ xuất hiện. Rắc rắc, một tiếng, tay của đàn ông trực tiếp bị vặn gãy. Lực lượng lớn tấn công tới, người đàn ông lại là vô tình bị ném ra ngoài. Còn lại mấy cái đến gần Ngụy Dĩnh người đàn ông đều là giống nhau hậu quả. Vậy ngã xuống đất mấy cái người đàn ông xăm người mặt đầy lệ khí, vừa định bạo thô tục, nhưng phát hiện Ngụy Dĩnh bên người thêm dòng dã 5 người. Mấu chốt cái này 5 người tất cả đều là ăn mặc quân trang, đứng thẳng người đàn ông. 5 quân nhân trên mình tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua mọi người, tất cả mọi người đều theo bản năng lui về phía sau. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không người đứng cách Ngụy Dĩnh địa phương, tựa như đem Ngụy Dĩnh bao vây lại. Một người trong đó lại là đem Ngụy Dĩnh ly rượu trước mặt trực tiếp lấy đi. Ngụy tiểu thư, Diệp tiên sinh không để cho ngươi uống rượu. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp tiên sinh cái này ba chữ, lại nhìn về phía cái này năm ăn mặc quân trang. Khí thế cường đại người đàn ông, hơi biến sắc mặt. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thủ đoạn như vậy thông trời, không chỉ dễ như trở bàn tay tìm được mình, càng làm cho mấy người này trông nom mình, không để cho nàng uống rượu. Hắn trở về, Ngụy Dĩnh kinh ngạc nói. Cầm đầu một người lính gật đầu một cái, Diệp tiên sinh, đang ở trên đường chạy tới. Nghe được câu này, Ngụy Dĩnh gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ vui mừng, đứng lên, nói, đi thôi. Ngày hôm nay ta không uống rượu. Ngụy Dĩnh bị mấy quân nhân trực tiếp đưa ra quán bar, vừa vặn thấy được xuống xe Diệp Thần.
Diệp tiên sinh, mấy người kia cung kính nói. Bọn họ không thuộc về Long Hồn, nhưng là Long Hồn đội dự bị ngũ, vừa vặn ở kinh thành vùng lân cận thi hành nhiệm vụ. Đây cũng là thời gian đầu tiên đuổi đến chỗ này nguyên nhân, thậm chí liền trên người quần áo cũng không kịp đổi. Diệp thần gật đầu một cái, mấy người kia liền hướng chỗ tối đi. Bọn họ sứ mạng đã hoàn thành, tự nhiên không cần phải ở chỗ này ở lâu trước. Uống rượu, Diệp thần giọng có chút không vui. Ngụy Dĩnh rất sợ Diệp thần trách mắng, liền vội vàng lắc đầu, không có, ta chỉ bất quá tới nơi này vòng vo một chút, ta không có nghĩ uống rượu dự định, thật không có. Ta tin tưởng ngươi, Diệp thần nhàn nhạt nói. Ngụy Dĩnh rất sợ Diệp thần lại ở cái đề tài này lên tiếp tục, vội vàng nói, Diệp thần, người mấy ngày nay đi nơi nào? Ta đi ngươi nơi đó nhiều lần, đều là chỉ có A-di ở. Đi bên ngoài làm ít chuyện, trước không muốn trò chuyện chuyện ta, ta và ngươi nói một kiện nghiêm túc chuyện, bất kể như thế nào ngươi đều phải cho ta câu trả lời. Diệp thần giọng nghiêm túc. Nghe được câu này, Ngụy Dĩnh lòng ùm ùm nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ Diệp thần phải hướng nàng bày tỏ? Chuyện gì, ngươi nói. Ngụy Dĩnh nói. Ngày đó Mây và Hồ sự việc ngươi cũng nhìn thấy, có một số việc ta một mực chưa kịp và ngươi giải thích, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn học võ hay không? Nếu như muốn, ta nguyện ý ngươi thu ngươi làm đồ đệ. Ngụy Dĩnh nghe được câu này, thân thể run lên, trong lòng thất lạc cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nàng chợt lắc đầu, ta mẫu thân lúc ta còn rất nhỏ liền hỏi qua ta, nhưng là ta cũng không có hứng thú quá lớn, ta cuối cùng là một cô gái, ta không thích chém chém giết giết, hơn nữa, ta không muốn ngươi thành là ta sư phụ, ta không muốn. Diệp thần nhíu mày một cái, tiếp tục nói, vậy ta nói cho ngươi một chuyện khác, ngươi và người bình thường không giống nhau, ngươi trên người có sát huyết hàn thể, nếu như ngươi không bước vào võ đạo một đường, rất có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nói xong câu này nói, Diệp thần phát hiện Ngụy Dĩnh trên cổ phách huyền thạch đã xuất hiện một tia thật nhỏ vết rách. Chống đỡ không được quá lâu. Ngươi trên cổ dây chuyền chính là vì trấn áp ngươi sát huyết hàn thể, nhưng là trước mắt tới xem, không chống đỡ được quá lâu. Từ trình độ nào đó, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Diệp thần nói tiếng nói càng ngày càng nghiêm túc, thật ra thì hắn muốn chọn một thích hợp thời gian nói cho Ngụy Dĩnh, nhưng là bây giờ xem ra. Không thể kéo dài được nữa. Còn không bằng giải quyết dứt khoát. Nghe được Diệp thần nói tiếng nói, Ngụy Dĩnh trên mặt phủ đầy hàn sương, nàng cố gắng nhìn Diệp thần ánh mắt, muốn phân biệt ra được đối phương đang nói láo, nhưng là nàng chỉ thấy nghiêm túc. Huyết sát hàn thể, hương tiêu ngọc vẫn. Nếu như đây là thật, nàng không có bất kỳ lựa chọn. Ngay tại lúc này, Diệp thần túi điện thoại vang lên, là một cái đặc thù dãy số. Diệp thần không để ý đến, mà là đối với Ngụy Dĩnh nói, ta cho ngươi 3 ngày cơ hội cân nhắc, bỏ mặc như thế nào, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi bây giờ trước nhắm mắt. Ngụy Dĩnh theo bản năng nhắm mắt, lông mi mau rất dài. Diệp thần chỉ điểm một chút ở Ngụy Dĩnh ấn đường, công pháp ngay tức thì tiến vào Ngụy Dĩnh trong đầu. Ngụy Dĩnh cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, đây là ta chuẩn bị dạy công pháp của ngươi, ngươi tu luyện cái này. Chỉ ít có thể áp chế trên mình ngươi sát huyết hàn thể, cái này 3 ngày, ngươi làm ra bất kỳ quyết định, đều có thể đánh ta điện thoại. Diệp thần giao phó xong, liền móc ra vẫn còn ở vang điện thoại, ấn nút tiếp nghe, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, ta ở kinh thành một nơi tứ hợp viện, lập tức sẽ có xe tới đón ngươi, nếu ngươi cứu ra Bách Lý Hùng, có một số việc ta cũng nên và ngươi nói. Thanh âm này không thể nghi ngờ là số một vị kia. Có một số việc cũng nên nổi lên mặt nước. Được. Diệp thần cúp điện thoại, rất nhanh thì có một chiếc kinh A bảng số sản phẩm trong nước xe nhỏ dừng ở Diệp thần trước người. Diệp tiên sinh. Một người đàn ông đi xuống, chủ động cho Diệp thần mở cửa xe. Diệp thần nhận được người đàn ông này, chính là lần trước mở Hồng Kỳ xa tới đón tài xế của hắn. Chỉ bất quá, lần này đối phương tựa hồ tận lực điệu thấp mấy phần, phỏng đoán cũng là vì cân nhắc vị kia an toàn. Diệp thần nhìn một cái Ngụy Dĩnh, để cho nàng vậy ngồi đi lên, đồng thời phân phó nói, trước đi kinh thành một chuyến đại học sư phạm. Được. Cùng lúc đó, kinh thành Lâm gia. Lâm gia đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Hai cái người mặc quần áo đen ông già ngồi ở trên ghế thái sư,
mà Lâm Tuyệt Long và Lâm Phụ nhưng là rất cung kính ngồi ở phía dưới cùng, hai tròng mắt rõ rệt vẻ kiêng kỵ. Nếu như cẩn thận tra xem, tất nhiên sẽ phát hiện vậy hai cái hơi thở kinh khủng quần áo đen ông già trên cổ đều có một đạo hình vẽ. Một miếng máu đỏ cửa. Người huyết minh. Một cái trong đó cầm trên tay quạt xếp huyết minh lão giả mở miệng nói, lần này chúng ta tới Hoa Hạ, chủ vì hai chuyện. Thứ nhất, u hồn ngục giam cửa bị người phá vỡ, ta huyết minh hai vị đệ tử tất cả đều bỏ mình, phía trên người rất không cao hứng, Hoa Hạ con kiến hôi, không có tư cách động chúng ta huyết minh người, không có ai. Một cổ vô hình uy áp và tức giận phóng thích mở. Hai vị huyết minh lão giả hơi thở cường thế đến mức tận cùng. Lâm Tuyệt Long con người co giúp một cái, vội vàng cung kính nói, khải bẩm đại nhân, u hồn ngục giam chuyện này, đệ tử có nghe thấy, căn cứ đệ tử gần đây điều tra, u hồn ngục giam phá vỡ cùng với hai người kia xảy ra chuyện phải cùng một cái kêu là Diệp Thần thanh niên có chút quan hệ, chỉ bất qua cái đó Diệp Thần rõ ràng không có thực lực phá vỡ u hồn ngục giam. Hơn nữa ngày đó ở kinh thành tạo thành cực kỳ cường đại dị tượng, ta hoài nghi Diệp Thần sau lưng có cường giả tại ngày đó ra tay. Còn nữa, mấy ngày nay Hoa Hạ cầm quyền vị kia âm thầm uy hiếp qua chúng ta mấy lần, để cho chúng ta không nên động Diệp Thần người bên cạnh, ta cảm thấy, người này sau lưng tuyệt đối có thế lực lớn, nếu không vị kia cũng không khả năng tự mình tới uy hiếp. Bót! Cầm quạt xếp huyết minh lão giả khép lại quạt xếp, con người lạnh như băng hết sức. Vậy kêu là Diệp Thần người thế lực sau lưng mạnh hơn nữa, ai cũng được có thể mạnh hơn huyết minh. Còn nữa, cái đó Hoa Hạ người nắm quyền nếu còn dám uy hiếp huyết minh đệ tử, hắn là tìm không chết được. Chẳng qua, ta phái người trực tiếp xóa đi. Lâm Tuyệt Long nghe được câu này, con người hơi co lại, vội vàng nói, không cần đại nhân ra tay, đệ tử sẽ phái người đem vậy Diệp Thần mang về. Vậy người nắm quyền cũng không có cái này hai ông cụ nghĩ như thế đơn giản. Nếu như bọn họ động thủ, Hoa Hạ đứng sau lưng những người đó tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó tuyệt đối phiền toái. Vậy huyết minh lão giả nghe được Lâm Tuyệt Long mà nói, tức giận giảm bớt mấy phần, tiếp tục nói, chuyện thứ nhất liền giao cho ngươi đi làm, không thể thất bại, người này nhất định phải mang về huyết minh. Còn như chuyện thứ hai, liên quan tới Tần Lĩnh Long mạch chuyện này các người hẳn cũng nghe nói chứ. Lâm Tuyệt Long gật đầu liên tục, đại nhân. Đệ tử nghe nói Tần Lĩnh Long mạch chết hơn ngàn người, vô số thế lực ở nơi đó tiêu diệt, ai cũng không có cầm đúng lúc, không biết đại nhân. Lâm Tuyệt Long lời còn chưa nói hết, huyết minh lão giả liền đứng lên, sai. Sai hoàn toàn, có một người lấy được rồi chỗ tốt, hơn nữa hắn ở Long mạch đất dòng dã nán lại hai ngày. Lâm Tuyệt Long và Lâm Phụ nghe được cái này huyết minh lời của lão giả, sắc mặt đại biến. Lâm gia vốn cũng muốn rình dập Tần Lĩnh Long mạch. Nhưng là làm sao nhận được tin tức quá muộn, hơn nữa gần đây một mực xử lý Diệp Thiên chính sự việc. Chờ bọn họ kịp phản ứng lúc đó, Tần Lĩnh dãy núi Long mạch đã khép lại. Không chỉ như vậy, phần lớn thế lực trực tiếp tiêu diệt. Bách Lý Hùng lại là trọng thương trở về. Có thể gặp lần này Tần Lĩnh Long mạch các thế lực lớn tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Nhưng là bây giờ... Cái này huyết minh lão giả lại nói, có người ở Long mạch đất nán lại hai ngày. Long mạch cực độ nóng bỏng, đừng nói cổ võ giả, liền liền người tu luyện vậy không nhất định có thể ở cái này nhiệt độ hạ chống đỡ quá lâu. Lâm Tuyệt Long nhíu mày một cái, hay là hỏi, đại nhân, người cái này nguồn tin tức đáng tin không? Đại nhân không nên hiểu lầm, dẫu sao Tần Lĩnh Long mạch ở Hoa Hạ trải rộng ta Lâm ra tai mắt, bàn về tin tức đường dây. Hừ. Huyết minh lão giả hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ tấm ảnh, quăng ra ngoài, ta huyết minh đệ tử tự mình cho ta tấm ảnh, ngươi còn có lời gì muốn nói. Còn nữa, trừ vậy Diệp Thần trở ra, ngươi còn phải bắt lại một người, chính là trong hình tiểu tử. Thằng nhóc này ở Long mạch đất nán lại hai ngày, trong tay tuyệt đối thích thú bảo. Lâm Tuyệt Long kết quả tấm ảnh, nhìn lướt qua, làm hắn thấy trong hình lãnh ngạo thanh niên, con ngươi cơ hồ phóng đại. Lâm Phụ vậy nhìn lướt qua, diễn cảm ngay tức thì đổi được hoảng sợ. Huyết minh lão giả cảm giác được không đúng, hỏi chẳng lẽ người này các ngươi quen biết. Lâm Tuyệt Long trong mắt hiện lên sát cơ lạnh như băng, vậy theo mảnh trực tiếp bị hắn nặn ở lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, nói, đại nhân, người này chính là ta mới vừa rồi nhắc tới Diệp Thần. Cũng chính là u hồn ngục giam bị hủy người hiềm nghi duy nhất. Nghe được câu này,
Huyết Minh lão giả không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy trẻ tuổi, có thể phá ra u hồn ngục giam, vừa có thể ở trên cao trong ngàn người sống sót, hơn nữa ở long mạch đất nán lại hai ngày. Người này hoặc là chính là thân trong lòng bí mật, hoặc là chính là sau lưng có thế lực lớn nâng đỡ. Người này lai lịch ra sao? Sư môn của hắn các người có biết? Huyết Minh lão giả mở miệng nói. Lâm Tuyệt Long lắc đầu một cái này Diệp Thần 5 năm trước, chính là một tên phế vật, nhưng là 5 năm sau, không biết tại sao, mang cả người cực mạnh thực lực trở về, hắn đi nơi nào, bỏ mặc ta làm sao điều tra cũng không biết, còn như sau lưng hắn sư môn càng không biết từ chỗ nào tra được. Ta hoài nghi, người này đi Côn Lôn hư, nếu không không cách nào giải thích cái này cả người tu vi. Lâm Tuyệt Long nói. Hắn thật ra thì hoài nghi tới Diệp Thần và sự kiện kia có quan hệ. Nhưng là Diệp Thần nếu quả thật đạt được vật kia, cũng không khả năng phế vật nhiều năm như vậy, càng không thể nào nhìn tận mắt mình phụ mẫu bị giết, thờ ơ. Tốt nhất giải thích, chính là Diệp Thần đi Côn Lôn hư cũng hoặc là đất thần bí, lấy được nào đó truyền thừa. Huyết Minh lão giả thâm tư mấy giây, nói thẳng, bỏ mặc người này lai lịch ra sao, ta cho ngươi hai ngày thời gian. Nhất định phải đem người này còn sống mang tới ta trước mặt. Hai ngày này ta ngay tại Lâm gia. Dạ, đại nhân. Kinh thành một nơi vắng vẻ tứ hợp viện. Xe ngừng lại, tài xế mang Diệp Thần xuyên qua một cái thật dài ngõ, ngõ ướt lạnh, còn bầy mấy cái rác dưới thùng, thùng rác tản ra một tia hôi thối. Diệp Thần chân thực không nghĩ ra vị kia nắm hoa hạ mạnh nhất quyền lợi cụ già sẽ ở chỗ này. Bất quá. Hắn đã cảm giác được chỗ tối có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Cực kỳ nguy hiểm. Diệp tiên sinh, đến, mời vào. Tài xế đẩy ra một miếng tứ hợp viện cửa, Diệp Thần đi vào, ở trong sân liền thấy số một ngồi, trừ những thứ này ra còn có Bách Lý Hùng, cùng với một cái cô gái xa lạ. Thiếu nữ đang cho cụ già đè bả vai, nói gần đây sự tình phát sinh, ánh mắt như trăng lưỡi liềm vậy, rất là đáng yêu. Khi thấy Diệp Thần tới, cụ già đứng lên, hiển nhiên có chút kích động, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, tốt, tốt, tốt. Cụ già nói liên tục ba tốt, gương mặt đỏ thắm, rất là kích động. Hắn có thể không kích động sao? Cái này Diệp Thần chém chết mấy trăm người, giữ được Tần Lĩnh long mạch. Không chỉ như vậy, lại là đem Bách Lý Hùng cứu trở về. Bách Lý Hùng đối với Hoa Hạ ý nghĩa quá lớn à? Thiết huyết xoanh ngàn người, cao võ chiến sĩ. Chỉ nghe từ Bách Lý Hùng một người. Bách Lý Hùng vừa chết, chi này hộ quốc tinh nhuệ ai có thể coi giữ. Bọn họ tất nhiên lưu lạc đến Hoa Hạ võ đạo giới trong, đến lúc đó Hoa Hạ an toàn ai tới thủ. Dõi mắt Hoa Hạ mấy thập niên này, nhìn như dẹp yên, nhưng là cái này dẹp yên nhưng là đám người này thủ xuống. Có chút chiến đấu, không là dựa vào súng đạn đã đủ. Chỉ có võ đạo chân áp. Diệp Thần lần này xuất thủ cùng với cứu. Đối với Hoa Hạ mà nói quá trọng yếu. Thiếu nữ nghe được Gia Gia lại cao như vậy đánh giá Diệp Thần, cẩn thận nhìn Diệp Thần mấy lần. Nàng từ Diệp Thần trên mình không thấy được bất kỳ cung kính, thậm chí có một tia lãnh ngạo. Nàng sắc mặt có chút không vui, Hoa Hạ người nào thấy Gia Gia không phải cung cung kính kính, thằng nhóc này ngược lại tốt, và Gia Gia giống như ngang vai vế vậy. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Bách Lý Hùng cung kính nói. Bất chi bất giác, hắn vậy đổi lời nói và Bách Lý Băng một cái kêu là pháp. Diệp Thần có thể không đơn thuần y đạo thông thần, võ đạo lại là kinh hãi, Diệp Thần y cái này hai cái không đủ để gọi đối phương. Cái này cung kính giọng ngay tức thì để cho thiếu nữ hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Bách Lý thúc thúc nhưng mà tay cầm binh quyền đại tướng quân, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Bách Lý thúc thúc thái độ như thế đối đãi một người à. Thiếu nữ nhất thời đối với Diệp Thần tò mò. Cụ già nhớ ra cái gì đó, liền đối với Diệp Thần giới thiệu, Diệp Thần, đây là cháu gái ta Dung Nhi, các người tuổi tác không sai biệt lắm, có chút thời điểm có thể chơi với nhau chơi, sau này sẽ là các người người tuổi trẻ thế giới. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không có tự giới thiệu mình ý nghĩa, nói thẳng ta chỉ muốn biết Lâm gia vị trí ở nơi nào. Đối với hắn mà nói, an nguy của phụ thân so với cái gì đều trọng yếu. Còn như kết bạn, hắn không có nhiều như vậy thời gian. Thiếu nữ tròng mắt trợn to, tức giận không được. Nàng thành tựu ông già nữ nhi,
ai dám đối với nàng loại thái độ này, chẳng lẽ mình cũng kém hơn vậy cái gì Lâm gia? Thằng nhóc thúi, ngươi lấy là ngươi là ai à, ta? Thiếu nữ vừa định và Diệp Thần lý luận, ông già liền mở miệng nói, Dung Nhi, ngươi về phòng trước. Ra ra, tên này như thế đối với ta, ngươi xem được đi xuống sao? Trở về nhà. Thiếu nữ nghe được ra ra mang vẻ tức giận thanh âm, chỉ có thể không tình nguyện trở về nhà đi. Viện tử ngay tức thì khôi phục yên tĩnh. Diệp Thần, ngươi thật muốn tìm Lâm gia phiền toái. Ngươi có biết Lâm gia và một ít thế lực có cực lớn quan hệ. Thậm chí và vậy Côn Lôn Hư cũng có cực lớn liên lạc. Hôm nay, ta liền nghe nói Lâm gia xuất hiện hai vị cực mạnh cao thủ, giá cao tay vô cùng có thể từ núi Côn Lôn chỗ sâu tới. Ngươi bây giờ đi Lâm gia không thể nghi ngờ là đụng vào trên họng súng. Cụ già khuyên nhủ. Diệp Thần đối với Hoa Hạ mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại, thậm chí thành tựu có thể vượt xa Bách Lý Hùng. Hắn không hy vọng Diệp Thần thật sớm chết yểu. Ta cứu Bách Lý Hùng coi như là ngươi ta giữa đổi trác, ta tôn trọng ngươi, nhưng là vậy hy vọng ngươi tôn trọng ta chỉ cần vị trí. Diệp Thần thái độ cực kỳ nghiêm túc. Cụ già bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một cái cụ thể địa chỉ và tọa độ. Đây là Lâm gia vị trí cụ thể, nhưng là Lâm gia trận pháp ngươi không nhất định phá hết, tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Thần trực tiếp đem tờ giấy nhận lấy, cầm ở lòng bàn tay, xoay người rời đi, đã như vậy, vậy thì không quấy rầy. Nhưng là Diệp Thần vẫn chưa đi mấy bước, cụ già lại nói, Diệp Thần, chờ một chút. Diệp Thần bước chân ngừng, mở miệng nói, nếu như vẫn là muốn khuyên ta, liền không cần phải nói, ý ta đã quyết. Cụ già lắc đầu một cái, nói, ngươi bây giờ đi Lâm gia, ngươi có thể cân nhắc qua mẫu thân ngươi. Còn có Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di. Ngươi tin không tin, chỉ cần ngươi bước lên Lâm gia, cái này ba người an nguy sẽ gặp xảy ra vấn đề. Lâm gia không phải hạng người bình thường, Hoa Hạ bất kỳ một người nào gia tộc cao cấp, sau lưng cũng giấu giếm không muốn người biết lực lượng, Giang gia như vậy, Lâm gia giống như vậy. Ông già đến gần Diệp Thần, kiên định nói. Ngươi không phải là muốn cứu ngươi phụ thân, ngươi cho ta 3 ngày thời gian. Ta và Bách Lý Hùng biết nhúc nhích dùng quyền lực cho Lâm gia làm áp lực, để cho bọn họ thả ngươi phụ thân. Lâm gia mặc dù là Hoa Hạ võ đạo giới gia tộc cao cấp, nhưng là ta vị trí này, sau lưng dính dấp thế lực cũng không yếu, nếu không sớm đã có người lật đổ ta, ngươi cho ta 3 ngày, ta định cho một mình ngươi câu trả lời. Cụ già sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì Hoa Hạ cân nhắc. Diệp Thần đối với Hoa Hạ cực kỳ trọng yếu, Lâm gia vậy giống như vậy. Bất kỳ một phương xảy ra vấn đề, cũng hoặc là lưỡng bại câu thương, đối với Hoa Hạ mà nói đều là giá thê thảm. Hoa Hạ võ đạo giới đã thăng bằng rất nhiều năm, nếu như bây giờ lại bị phá vỡ, Hoa Hạ võ đạo giới cũng phải lớn hơn loạn. Cụ già ngồi ở vị trí này, tự nhiên phải cân nhắc lợi ích lâu dài. Hoa Hạ nội bộ chiến đấu vượt thiếu, càng có lợi. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta không chỉ phải cứu ra ta phụ thân. Còn muốn giết Lâm Tuyệt Long, năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự việc ngươi hẳn biết, một con ngựa thì một con ngựa, Lâm Tuyệt Long đối với ta một nhà đã làm chuyện, ta há có thể nuốt xuống. Không giết hắn ta thề không làm người. Giờ khắc này, cụ già do dự. Xem ra Diệp Thần và Lâm gia trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, một mực không nói gì Bách Lý Hùng mở miệng nói, Diệp tiên sinh. Nếu đây là ngươi và Lâm Tuyệt Long ân oán, vì sao không có ở đây đài võ đạo giải quyết? Ta và thủ trưởng sẽ nghĩ biện pháp cứu ra ngươi phụ thân, mà ngươi và Lâm Tuyệt Long ân oán ngay tại đài võ đạo chấm dứt. Cụ già nghe được đề nghị này gật đầu một cái, Diệp Thần, đây là đối với ngươi mà nói phương án tốt nhất, năm đó sự kiện kia là Lâm Tuyệt Long một người ý, mang đi ngươi phụ thân, cũng là Lâm Tuyệt Long ý nghĩa, nếu như ngươi vì vậy tiêu diệt Lâm gia. Kinh thành sẽ xuất hiện rất nhiều vô tội vong hồn. Huống chi đài võ đạo chuyện, coi như là vậy hai vị núi Côn Lôn chỗ sâu đi ra ngoài cường giả cũng không thể trở ngại, đây là quy củ. Cụ già gặp Diệp Thần tựa hồ có chút do dự, tiếp tục sấn nhiệt đả thiết nói. Diệp Thần, chỉ cần ngươi gật đầu, ta tự mình hạ chiến thư, sau đó bên trong 3 ngày định đem ngươi phụ thân đưa đến ngươi trước mặt. Quyết không nuốt lời. Cụ già cực kỳ nghiêm túc nói. Diệp Thần con ngươi híp lại, suy tính mấy giây, nói thẳng, 3 ngày thời gian ta không chờ được,
nhiều nhất 2 ngày. Ngày mốt ta không chỉ muốn gặp được ta phụ thân, càng phải và Lâm Tuyệt Long ở đài võ đạo đánh một trận. Được, cụ già cử bút liền bắt đầu viết chiến thư. Trận chiến này đã đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất, Lâm Tuyệt Long thành tựu Hoa Hạ tông sư bảng thứ 2 tồn tại. Mà Diệp Thần lại là cục võ đạo Hoa Hạ ngang trời xuất thế thiên tài. Cái này hai người đánh một trận, bỏ mặc thắng thua, tất nhiên chấn triệt Hoa Hạ võ đạo giới. Cụ già càng hy vọng Diệp Thần thắng được, nhưng là trận chiến này, hắn nhưng không cách nào khẳng định kết quả. Cáo từ, cái này hai ngày ta tạm thời không đi tìm Lâm gia phiền toái, nhưng là Lâm gia như ở bất kỳ một người nào khâu xảy ra vấn đề, ta định giết tới Lâm gia, tàn sát Lâm gia mọi người. Diệp Thần trước khi rời đi chỉ để lại những lời này. Hoặc giả là thanh âm quá lớn, vậy bên trong nhà thiếu nữ cũng là đi ra, thiếu nữ hử lạnh một tiếng, ra ra, thằng nhóc này lại muốn và Lâm Tuyệt Long đánh một trận. Đây không phải là muốn chết sao? Chỉ bằng hắn thực lực, Lâm Tuyệt Long giết hắn phỏng đoán một cái tay là đủ rồi đi. Cụ già trừng mắt một cái thiếu nữ, không được vô lễ. Dung Nhi, ta biết ngươi nóng nảy, bất kể như thế nào, ngươi ngàn vạn lần sao không nên đắc tội Diệp Thần, nếu không đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Thiếu nữ căn bản không nghe lọt, ngược lại nói, ra ra, ta thật không hiểu nổi ngài và Bách Lý Thúc Thúc tại sao như vậy coi trọng thằng nhóc này, hắn võ đạo thực lực căn bản không xứng với hắn nóng nảy, như vậy cuồng ngông, lúc nào chết hiểu cũng nói không chừng, phỏng đoán cũng có nương sinh không cha dạy đồ. Lời còn chưa nói hết, bót, cụ già đưa tay một cái tát ở mặt của cô gái lên. Dung Nhi, ngươi như còn dám nói lời như vậy, đừng trách ta không có ngươi cháu gái này. Lão nhân khí không nhẹ, cháu gái này, gia tộc quá cưng chiều, nếu như lại để mặc cho đi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiếu nữ hiển nhiên không nghĩ tới gần đây thương yêu gia gia mình vậy mà sẽ vì một cái người ngoài tát mình bạt tai. Đây chính là gia gia lần đầu tiên đánh nàng. Trong mắt của nàng ngay tức thì hiện lên nước mắt và lửa giận. Gia gia, ngươi lại vì tên tiểu tử thúi này đánh ta. Một ngày giam, không được đạp ra khỏi nhà nửa bước, cụ già lạnh lùng nói. Hắn tuy thương yêu bảo bối này tôn nữ, nhưng là nếu như ở Diệp Thần trong chuyện này còn buông thả, chính là hại nàng. Thiếu nữ nghe được cái này ra lệnh, trực tiếp hướng tứ hợp viện bên ngoài chạy đi. Cụ già bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không dự định đi quản, sẽ để cho cái này nha đầu mình bình tĩnh đi. Sau đó cụ già đem chiến thư viết xong, nhét vào một phong thơ trong, đưa cho Bách Lý Hùng. Bách Lý Hùng, chuyện này liền giao cho ngươi. Lâm gia nếu như không buông Diệp Thiên Chính, liền vận dụng tầng kia lực lượng. Dạ, thủ trưởng. Diệp Thần rời đi tứ hợp viện, vừa mới đến trên đường chính, một chiếc màu trắng Porsche liền dừng ở Diệp Thần trước mặt. Chỗ điều khiển cửa xe mở ra, một cái hấp dẫn thiếu nữ đi xuống, nháy mắt cười nói, Diệp tiên sinh, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần thấy tính tính này cảm thiếu nữ, ngược lại có chút niềm vui ngoài ý muốn, lại là Chu Nhã. Chu Nhã tựa hồ cố ý lối ăn mặc, một đầu dài mà tự nhiên tóc quan khoác lên trên vai, vậy mắt to long lanh lóe làm các nam nhân là điên cuồng thu ba, mặt trái xoan giường trên trước một tầng nhàn nhạt trang điểm, hóa được vừa vặn phấn mắt, nước kia nước môi đỏ mỏng hấp dẫn mà yêu mị. Quần áo cổ áo rất lớn, khẽ nghiêng, liền có thể thấy lau một cái mê người sự nghiệp tuyến. Gạo màu trắng quần áo đem nàng nguyên bản liền ra thịt trắng nõn lộ vẻ được càng thêm trắng nõn. Ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Chu Nhã khá là thần bí nói, Diệp tiên sinh, ngươi đoán. Được rồi, không chọc cười ngươi rồi, mau lên xe, là Băng Nhi nói với ta. Diệp Thần vậy không do dự, trực tiếp lên xe. Xe một người cưỡi ngựa chạy đi. Mà lúc này, một cô gái vừa vặn đi ra, tự nhiên nhìn thấy màn này, nàng trong mắt hiện lên lạnh ý, gò má còn có một đạo đỏ đỏ trưởng ấn. Lại còn lên phụ nữ xe. Phỏng đoán ngươi cũng là dựa vào người phụ nữ lên chức phế vật, ta đây là muốn xem trên mình ngươi có cái gì loang loáng điểm để cho Bách Lý Hùng và Gia Gia như vậy sùng bái. Ở Kinh Thành, giống như ngươi loại này không biết tiến thủ, một mặt dựa vào người phụ nữ lên chức người đàn ông ta gặp nhiều. Thiếu nữ lên một chiếc xe Bentley, trực tiếp đuổi theo. Kinh Thành Đại học Sư phạm cửa trường học. Porsche chậm rãi dừng lại. Diệp tiên sinh. Băng Nhi để cho ta hỏi ngài, lúc nào có rãnh rỗi đi mảnh đất kia nhìn một chút không,
dĩ nhiên không có ở đây cũng được đi. Chu Nhã dừng xe, quay đầu nhìn về phía chỗ phía sau Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới liền thành lập chuyện gia tộc, giáo viên nhà trọ quả thật quá nhỏ, một khi bắt lại Bách Lý Hùng mảnh đất kia, vận dụng đầy đủ vốn và sức người, thời gian ngắn là có thể xây xong và vào ở. Nếu số một vị kia đáp ứng đem phụ thân đưa về, hơn nữa an bài hắn ngày mốt ở đài võ đạo và Lâm Tuyệt Long đánh một trận, hắn cũng không gấp trước đi tìm Lâm gia. Vạn đạo kiếm tôn làm việc còn không có thành công, luân hồi mộ địa mộ bia không cách nào dẫn động, dưới mắt đài võ đạo là tốt nhất phương án giải quyết. Tối hôm nay hoặc là ngày mai, ta có thời gian đi ngay xem, đến lúc đó trước thời hạn liên lạc ngươi, ngươi chắc có Bách Lý Băng phương thức liên lạc đi. Chu Nhã gật đầu một cái, có Diệp tiên sinh. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, đoạn này thời gian ta cũng ở kinh thành, xe này cũng là ta mới vừa mua và lên bảng hiệu. Nếu như ngài có đi ra ngoài dự định, có thể liên lạc ta nha, ta liền ở phụ cận đây. Chu Nhã mặt đẹp ửng đỏ, không biết tại sao, chỉ cần và Diệp Thần sống chung một chỗ, nàng thì biết vô hình an lòng, loại cảm giác này rất tốt, giống như là ở tỉnh Chiết Giang những ngày đó. Diệp Thần thực lực càng mạnh, nàng phát hiện mình và Diệp Thần khoảng cách liền càng ngày càng xa xôi, nàng rất sợ một ngày kia, liền sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái Chu Nhã gật đầu một cái, hắn không có mua xe dự định, bởi vì thật không cần thiết, nếu như muốn lái xe, hắn bây giờ tài sản phỏng đoán đều có thể mua mấy nhà nổi tiếng hãng xe hơi. Trước hạng thừa đông chiếc kia tọa giá, u hồn ngục giam sự việc kết thúc sau đó, hắn liền lại nữa cần. Vốn là dự định an bài ám điện một vị cường giả cho hắn lái xe, bây giờ nhìn lại, ngược lại không cần. Phải, nếu như có cần, ta sẽ liên lạc ngươi. Ta đi trước, hồi trò chuyện. Diệp Thần mở cửa xe, trực tiếp hướng giáo viên nhà trọ đi. Chu Nhã không có lập tức lái đi, mà là đưa mắt nhìn Diệp Thần viễn đi. Nàng không có chú ý tới, phía sau có một chiếc xe Bentley một mực đậu, bên trong xe một cô gái có một đôi u oán và tức giận con ngươi. Không lâu lắm, một cách đại khái hơn 30 tuổi thanh niên vội vàng đi tới xe Bentley trước, gõ một cái cửa kính xe. Thanh niên kêu Tịch Vạn Hổ, là kinh thành Tịch gia một vị thanh niên quản gia, cũng là hàng năm bảo vệ số một vị kia cháu gái cường giả. Hắn mới vừa rồi ở trong điện thoại nhưng mà nghe được đại tiểu thư tức giận, vội vàng mang thứ này chạy tới. Hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng Tịch Dung, bởi vì Tịch Dung là nhà con gái độc nhất, lại có lão thủ trưởng che chở, dõi mắt toàn bộ kinh thành, Tịch Dung cơ hồ không người dám chọc, cái này cũng tạo cho nàng khoe khoang ngang ngược tính cách. Bất kỳ để cho nàng không vui người hoặc là sự vật, đều có người nguyện ý ra tay giúp nàng xóa đi. Tiểu thư, đây là người muốn tư liệu, vậy Porsche là một cái xe mới vừa ở kinh thành bảng số, người sở hữu là một cái kêu là Chu Nhã người phụ nữ, Chu Nhã sau lưng là tỉnh Chiết Giang Chu gia ở hoa hạ võ đạo giới vậy coi là có chút danh tiếng. Thời kỳ tột cùng là mấy trăm năm trước, thời điểm đó Chu gia là hoa hạ cao cấp đúc kiếm một trong những gia tộc. Là vô số cường giả đúc kiếm qua, rất nhiều cường giả bây giờ còn thiếu Chu gia ân huệ, chỉ bất quá mấy năm này Chu gia tịch mịch, làm sự việc phần lớn là tiếng gió mưa to chút ít. Còn nữa, Chu Nhã và Bách Lý gia tộc Bách Lý Băng quan hệ không tệ, chiếc xe này cũng là Bách Lý Băng đi cùng nhau mua, không biết tiểu thư ngươi muốn tin tức này làm gì, chẳng lẽ Chu gia chọc tới ngươi? Tịch Vạn Hổ pha là kinh ngạc nói, đột nhiên, hắn chú ý tới cái gì? Chiếc kia tiểu thư để cho hắn điều tra Porsche lại có thể liền ở kinh thành đại học sư phạm cửa trường học. Tịch Dung lật một cái trên tay tư liệu, khóe miệng nở nụ cười lạnh, ta còn lấy là thằng nhóc kia dựa trên chính là một cái kiểu đàn bà gì, nguyên lai chẳng qua là tỉnh Chiết Giang một gia tộc mà thôi, Chu gia. Ha ha, một cái tịch mịch gia tộc ở ta Tịch gia trong mắt là thứ gì? Phỏng đoán thằng nhóc kia không chỉ vừa ý cô gái này tiền tài. Còn nhìn chúng nữ nhân này và Bách Lý gia tộc quan hệ, xem như vậy, Bách Lý thúc thúc và gia gia đối với tiểu tử này thái độ cũng có thể miễn cưỡng giải thích, đoán chừng là xem ở Bách Lý Băng mặt mũi. Tịch Dung nụ cười càng ngày càng lạnh. Làm nàng phát hiện Diệp Thần bóng người hoàn toàn sau khi biến mất, Tịch Dung mở cửa xe, hướng chiếc kia màu trắng Porsche đi. Porsche Chu Nhã làm hoàn toàn không thấy được Diệp Thần bóng người lúc đó, tự nhủ, Diệp tiên sinh. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, ở tỉnh Chiết Giang thời điểm, ta sẽ không chút do dự yêu ngươi. Nói xong, nàng liền nhấn khởi động kiện.
Ngay tại xe phát động lúc đó, cửa xe trực tiếp bị người kéo ra, nàng kinh ngạc nhìn về phía ngoài xe cô gái xa lạ. Ngươi là... Tịch Dung trên cao nhìn xuống nhìn Chu Nhã, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ xuống xe cho ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng thái độ tựa như cao cao tại thượng, lời này ở trong mắt người khác có lẽ có chút khó nghe, nhưng là ở nàng trong mắt nhưng lộ vẻ được vô cùng bình thường. Mấu chốt làm Tịch Dung thấy Chu Nhã hấp dẫn và xinh đẹp xa xa thắng được nàng, thành tựu người phụ nữ, nàng giọng liền khó hiểu mang vẻ địch ý. Chu Nhã nhíu mày một cái, nhưng vẫn là xuống xe, lạnh như hàn sương nói, ngươi là ai? Chúng ta hẳn không biết đi, còn nữa, ta không thích ngươi đối với ta giọng nói chuyện. Tịch Dung ngược lại là không nghĩ tới Chu Nhã lại vẫn dám loại thái độ này, nói thẳng, ta đến tìm ngươi, chỉ bất quá muốn khuyên ngươi một câu. Người đàn ông kia, người tốt nhất cách hắn xa một chút, loại này người đàn ông không xứng với ngươi, hắn chỉ bất quá đang lợi dụng ngươi mà thôi. Chu Nhã nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút hiện lên lạnh, người nói Diệp tiên sinh. Nghe được Chu Nhã như xưng hô này, Tịch Dung nói, đúng, chính là cái đó có nương sinh không cha dạy đồ. Nếu như ngươi sẽ cùng thằng nhóc này giữ liên lạc, người Chu gia có thể tự thân khó bảo toàn. Chu Nhã nghe được đối phương làm nhục Diệp thần, trên mặt có một tia vẻ giận, không cho phép ngươi làm nhục Diệp tiên sinh, còn nữa, bỏ mặc ngươi là ai, ta Chu Nhã nguyện ý cùng ai chung một chỗ liền cùng người đó chung một chỗ, ngươi không có tư cách trở ngại. Nói xong, Chu Nhã liền xoay người chuẩn bị tiến vào Porsche bên trong. Đối phương nếu biết nàng Chu gia, còn dám thái độ như thế, đối phương tất nhiên ở kinh thành có tốt quyền thế và dựa vào, nàng vậy không muốn gây phiền toái. Rời đi là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là nàng thân thể còn không có chui vào xe, một cái mảnh khảnh tay liền giữ lại nàng bả vai. Ta lời còn chưa nói hết. Tịch Dung thanh âm lạnh như băng vang lên. Chu Nhã con người hơi co lại, một giây kế tiếp, thân thể một chuyển, trực tiếp tránh thoát tay đối phương. Người ta bây giờ tổng thể không nhận biết, người lấy là ngươi là ai. Có cái gì tư cách trở ngại người khác sinh hoạt, ngươi nếu như còn như vậy. Đừng trách ta không khách khí. Chu Nhã nói. Tịch Dung khóe miệng xuất hiện nụ cười khinh thường, ở kinh thành, ta Tịch gia thật là có cái này tư cách. Ta đến tìm ngươi, chẳng qua là tốt bụng nhắc nhở ngươi. Coi như Bách Lý Băng đứng ở chỗ này, nàng cũng phải đối với ta cung cung kính kính. Chu Nhã nghe được câu này, nghĩ tới điều gì, Tịch gia, hơn nữa có thể để cho Bách Lý Băng kiêng kỵ. Nàng ngay tức thì đoán được trước mặt thiếu nữ thân phận. Chẳng lẽ là vị kia tôn nữ? Nếu quả thật là như vậy, vậy nàng thật không chọc nổi. Đừng nói nàng không chọc nổi, dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, ai dám chọc? Tịch Dung thấy Chu Nhã trong mắt kiêng kỵ, cao ngạo nói, ngươi hẳn đoán được ta thân phận đi, cái này Diệp thần không biết trời cao đất rộng, lại là muốn cùng Lâm Tuyệt Long ở trên đài võ đạo đánh một trận, ngươi cho rằng hắn có việc có thể. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoài ra tìm một người đàn ông thôi, lấy ngươi sắc đẹp. Kinh thành một ít gia tộc thiếu gia tùy ngươi chọn. Nghe được câu này, Chu Nhã con ngươi nhưng lộ ra vô cùng kiên định, gằn từng chữ, ở ta trong mắt, Diệp tiên sinh không thể nào thua, còn nữa, coi như ngươi là vị kia tôn nữ, cũng không có tư cách giúp ta làm quyết định. Ngươi như ngăn trở nữa ta rời đi, ta sẽ. Lời còn chưa nói hết, một đạo trưởng gió tấn công tới. Bót, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện xảy ra. Tịch Dung lại một cái tát ở Chu Nhã trên mặt. Một tát này vô cùng thanh thúy. Hơn nữa mang một tia võ đạo lực, Chu Nhã liền phản ứng tư cách cũng không có. Tịch Dung có chút nổi giận, mình tốt bụng khuyên, nhưng là trước mặt người phụ nữ này giống như và ra ra mình vậy, bị thằng nhóc này đổ mê hồn canh, lại khắp nơi bảo vệ thằng nhóc kia. Thậm chí liền mình thân phận đều không chú ý. Nếu người phụ nữ này như thế yêu thằng nhóc kia, sẽ để cho nữ nhân này trả lại ra ra cho nàng vậy bàn tay. Chu Nhã tràn đầy lửa giận, ai có thể nghĩ tới vị kia tôn nữ lại có thể như vậy càn quấy. Nàng tôn kính vị kia, nhưng là không đại biểu vậy phải tôn kính hắn tiểu bối. Mấu chốt cái này nha đầu vừa thấy chính là nuông chiều từ bé tồn tại. Nàng không do dự nữa, một trường hướng Tịch Dung đi, ngay tại lúc này, một mực ở bên cạnh nhìn Tịch Vạn Hổ đứng không vững. Sứ mạng của hắn liền là bảo vệ tiểu thư, nếu như tiểu thư bị thương, hắn làm sao hướng lão gia giao phó. Hắn trong mắt hiện lên sát ý,
năm ngón tay giữ lại Chu Nhã cổ tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp đem Chu Nhã đẩy tới trên đất. Hắn thẳng ngăn ở Tịch Dung trước mặt, mở miệng nói, người bất kỳ, đều không thể động nàng, chuyện này bỏ mặc ai đúng ai sai. Tịch Dung rất hưởng thụ giờ khắc này, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Chu Nhã, tự tin nói, Chu Nhã, đây không phải là tỉnh Chiết Giang, mà là kinh thành, người thân phận để ở chỗ này xa xa không đủ. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi hướng ta nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Chu Nhã chống đỡ đứng lên, tức giận nói, nằm mơ. Coi như ngươi sau lưng quyền thế ngút trời, ngươi căn bản không biết rõ Diệp tiên sinh, nếu như ngươi chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ ngươi thân phận, thậm chí còn sau lưng ngươi người. Đây là ta duy nhất có thể nói cho ngươi. Không nói xin lỗi, Tịch Dung hất cằm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tịch Vạn Hổ. Vạn Hổ, có vài người mạnh miệng, và miệng mười hạ. Tịch Vạn Hổ ngẩn ra, sắc mặt có chút do dự, tiểu thư, nếu không chuyện này coi như xong đi. Ta nói, và miệng mười hạ, đừng quên ngươi thân phận. Tịch Dung thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiểu thư. Tịch Vạn Hổ một bước bước ra, mới vừa muốn ra tay, một đạo thân ảnh chắn Chu Nhã trước người. Là một cái trên mặt có một cái thật dài vết sẹo trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên mình mang một tia sát khí, tựa như một sát thủ. Hắn thân phận cực kỳ đặc thù, chính là ám điện an bài ở kinh thành đại học sư phạm vùng lân cận cường giả. Không vì bảo vệ điện chủ, nhưng là kinh thành đại học sư phạm phát sinh bất kỳ và điện chủ có liên quan sự việc, phải báo lên. Hắn tự nhiên biết Chu Nhã, vốn định ẩn núp trong bóng tối, nhưng là thấy Tịch Vạn Hổ động thủ, hắn không nhịn được. Không chỉ như vậy. Hắn thời gian đầu tiên đem việc này báo cáo Diệp Lăng Thiên. Chu tiểu thư, không có sao chứ? Trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Ngươi là... Trung niên nam tử không có quá nhiều giải thích, ý định giết người phóng thích mở các người quá mức. Nếu như làm bị thương Chu tiểu thư, điện chủ sẽ không thích, hậu quả rất nghiêm trọng. Tịch Dung đối với đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên nhíu mày một cái, phân phó Tịch Vạn Hổ nói, cho ngươi 10 giây, nam phế. Nữ và miệng. Gió lớn quyển khúc, Tịch Vạn Hổ mang vô số trưởng ấn đi, sát cơ lạnh như băng phóng thích mở. Cường đại đợt khí thậm chí đem màu trắng po sơ vậy di động mấy phần. Vị kia ám điện cường giả cảm giác được Tịch Vạn Hổ nguy hiểm, vậy không do dự, một quyền đập ra ngoài. Bành! Hai cổ lực lượng ngay tức thì va chạm. Ám điện cường giả lui 10 bước, mà Tịch Vạn Hổ không nhúc nhích tí nào. Chênh lệch quá xa. Trung niên nam tử ở trong tối điện địa vị không cao, nếu không cũng không biết an bài ở kinh thành đại học sư phạm quan sát, mà Tịch Vạn Hổ nhưng là Tịch gia một trong 10 đại cao thủ, dẫu sao Tịch Dung thân phận tôn quý à. Cái này hai người đánh như thế nào? Còn không chờ trung niên nam tử kịp phản ứng, Tịch Vạn Hổ tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, một móng hướng người đàn ông trung niên đan điền bắt đi. Tương đương. Một khi đụng chạm, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì chết. Ngay tại Tịch Vạn Hổ năm ngón tay muốn đụng chạm nháy mắt, một đạo bình thản thêm áp chế thanh âm tức giận bất thình lình truyền tới. Người ta, người cũng dám động. Tịch Vạn Hổ con người co giúp một cái, hắn rõ ràng phát hiện trước mặt không khí giống như ngưng tụ thành một bức tường, hắn không thể tiến lên trước một bước. Đồng thời, một người thanh niên ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, tựa như ác ma. Cút! Diệp Thần một quyền đánh ra. Bình bình đạm đạm một quyền. Nhưng là ngay tức thì truyền tới ken két ca. Thanh âm. Tịch Vạn Hổ tay phải trực tiếp gãy lìa, máu tươi chảy như dòng nước. Bành. Cường đại đợt khí cuộn sạch, Tịch Vạn Hổ cả người lại là bay rớt ra ngoài, giống như diều đứt dây vậy. Hết thảy biến hóa tới quá nhanh. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ tầm mắt cũng rơi vào một người thanh niên trên mình. Diệp Thần. Diệp Thần thời gian đầu tiên nhận được Diệp Lăng Thiên điện thoại, liền trực tiếp chạy xuống. Thật lâu Tịch Dung mới phản ứng lại, vội vàng hướng Tịch Vạn Hổ nói, ngươi như thế nào? Tịch Vạn Hổ khạc ra một ngụm máu tươi, lắc đầu một cái, không nói gì, lại là lấy điện thoại di động ra, nhấn một nhóm số. Tịch Dung gặp người mình đều như vậy, đưa ngón tay ra trước Diệp Thần, trách cứ, Diệp Thần, ngươi lại dám động ta Tịch ra người. Diệp Thần không để ý đến, đối với vị kia ám điện cường giả nói, không có sao chứ.
Điện chủ, ta không có sao. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Chu Nhã, hắn tự nhiên thời gian đầu tiên chú ý tới Chu Nhã gò má trưởng ấn. Hắn đưa tay ra, muốn đụng chạm, nhưng vẫn là thu tay về. Là người phụ nữ kia đánh. Chu Nhã lắc đầu một cái, không, không phải, chính ta vô tình đụng phải. Nàng nhưng mà biết Tịch Dung sau lưng thân phận và lực lượng, nếu như Diệp Thần đắc tội, đây đối với Diệp Thần không có lợi. À, Diệp Thần gật đầu một cái, không nhìn ra diễn cảm. Đột nhiên, Diệp Thần động. Tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, đón tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, tại chỗ quạt Tịch Dung ba cái bàn tay. Bót, bót bót. Tịch Dung vốn là nửa bên mặt liền sưng mấy phần, Diệp Thần cái này ba bàn tay càng làm cho nàng cả khuôn mặt cũng sưng. Tịch Dung biến đổi bụng mặt gò má, một bên chố mắt nghẹn họng nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi lại dám đánh ta, ra ra ta. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần khẽ mỉm cười, đừng để ra 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 ngươi, coi như ra ra ngươi ở chỗ này, ta theo dám phiến ngươi. Tịch gia sẽ không dạy ngươi làm người, ta Diệp Thần tới dạy. Còn nữa, ta không chỉ dám đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi, tin không tin. Tịch Dung nghe được câu này, che sâm đau gò má, ngây người như phỗng. Nàng biết Diệp Thần rất cuồng, lại không nghĩ rằng lại có thể khùng như vậy à. Người điên không được. Hoặc giả là bởi vì Tịch Vạn Hổ điện thoại di động truyền vào một chùm con số, không lâu lắm một chiếc xe liền xuất hiện kinh thành đại học sư phạm cửa trường, ngừng lại. 5-6 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tịch Dung bên người. Tiểu thư, người có chuyện gì hay không? Cầm đầu một cái ông già mở miệng nói. Người này đánh ta, còn muốn giết ta, giúp ta giết thằng nhóc kia. Tịch Dung gặp bên cạnh mình người đến, cắn răng nghiến lợi nói. Ông cụ cầm đầu ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, bản muốn ra tay, khi thấy Diệp Thần dáng vẻ, sợ sắc mặt tái nhợt. Sợ hết hồn hết vía. Tiểu thư làm sao chọc cái này tôn sát thần. Tiểu thư, trở về đi thôi, người này chúng ta không thể động. Ông già khổ sở nói. Tịch Dung vẫn có thể cảm giác được gò má đau đớn, tức giận nói, không giết người này, ta tuyệt không đi trở về. Lời nói rơi xuống, quỷ dị chuyện xảy ra, Diệp Thần lại xuyên qua mấy người kia thân thể, đi thẳng tới Tịch Dung trước mặt. Năm ngón tay giữ lại Tịch Dung cổ, trực tiếp giơ lên. Một giây kế tiếp. Trở tay một cái tát lên liền đi ra ngoài. Muốn giết người ta, đều chết hết, người cũng không ngoại lệ. Cơ hồ trong nháy mắt, Tịch Dung cũng cảm giác được sát cơ lạnh như băng bao quanh nàng, nàng con ngươi trợn to. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Diệp Thần thật dám giết nàng à. Nàng từ Diệp Thần trong ánh mắt không thấy được bất kỳ tôn kính, chỉ có lạnh như băng tự ý. Vậy mấy cái ông già hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần thân pháp và thực lực lại như vậy quỷ mị. Tịch Dung có thể không thể xảy ra chuyện à, nếu không hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Cầm đầu cái đó ông già vội vàng nói, Diệp tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Tiểu thư sai, ta nhất định sẽ để cho lão gia trừng phạt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Tịch Dung té ra ngoài. Ta xem ở gia gia ngươi phân thượng, ngày hôm nay không giết ngươi. Nhưng là nếu như còn có lần sau, coi như ra ra ngươi cầu tha thứ, ta như thường giết ngươi. Tịch Dung cảm giác toàn thân mình xương cũng bung cái khung, tức giận con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, mới vừa muốn nói chuyện, nàng túi điện thoại di động reo. Chính là ra ra nàng. Ra ra, có người. Nàng lời còn chưa nói hết, một đạo dày chi tiếng vang lên, Tịch Dung, lập tức cho ta cút về gia tộc. Bắt đầu từ hôm nay, một năm cấm túc. Còn có đưa điện thoại cho Diệp Thần. Ra ra. Tịch Dung sắc mặt tái nhợt, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Ra ra lại dùng loại giọng nói này nói với nàng nói, lại là cấm túc một năm. Nàng tay run run đưa điện thoại di động đưa ra ngoài, một cái ông già nhận lấy, vốn định cho Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần không chút nào tiếp nhận dự định. Ngược lại nhìn về phía Chu Nhã, chân khí ngưng tụ tới tay lòng, vuốt ve ở Chu Nhã gò má trên. Nhàn nhạt nói, khá hơn chút nào không? Muốn không muốn đi chỗ ta ở ngồi một chút? Không, không cần, Chu Nhã sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Diệp Thần nhìn lướt qua người phía sau, rất sợ Tịch Dung lại làm xảy ra cái gì cực đoan sự việc, liền mở ra Porsche cửa xe, ngồi xuống, đồng thời phân phó nói, liên lạc Bách Lý gia tộc, bây giờ liền mang ta đi xem mảnh đất kia.
Chu Nhã phản ứng trở về, vội vàng ngồi nhập chỗ điều khiển, nổ máy xe, hơn nữa dùng xe tải điện thoại gọi thông liền Bách Lý Băng điện thoại di động, xe hướng một hướng khác đi. Diệp tiên sinh, ta cái này thì liên lạc. 20 phút sau đó, Tịch ra. Tịch Dung bụng mặt gò má ở trước mặt cha mẹ tố khổ, nàng lại là đem sự việc thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Ở trong lời của hắn, Diệp Thần không thể nghi ngờ là người điên vậy. Tịch phụ tịch mẫu mặc dù biết con gái mình nóng nảy, nhưng là Tịch Dung trên mặt trưởng ấn nhưng là không tranh sự thật. Nữ nhi bọn họ thân phận gì, lại bị đánh. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Tịch mẫu lòng thương nữ nhi vội vàng nói, Dung nhi, ngươi yên tâm, thằng nhóc kia nếu dám phiến ngươi, mụ nhất định sẽ là ngươi lấy lại công đạo. Coi như vậy họ Diệp tiểu tử thực lực rất mạnh thì như thế nào, chẳng lẽ mạnh hơn chúng ta Nguyên lão? Ta cái này thì để cho Nguyên lão đi đem thằng nhóc kia mang tới ngươi trước mặt. Tịch phụ nhưng là nhíu mày một cái, khuyên nhủ, sự việc cứ như vậy đi, chuyện này chúng ta chỉ nghe Dung nhi lời của một bên, nói không chừng Dung nhi có lỗi trước, lần này đá gậy sắt coi như là dạy bảo. Ba, dựa vào cái gì à, thằng nhóc kia khùng như vậy ngông, chẳng lẽ sẽ để cho hắn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật đi xuống. Tịch Dung lời nói vừa dứt hạ, bên ngoài liền vang lên một giọng già nua, cuồng ngông, ta xem ngươi mới thật sự là cuồng ngông đi. Tịch phụ tịch mẫu nghe được câu này, hơi biến sắc mặt, vội vàng đứng lên, nhìn đẩy cửa tiến vào ông già, vội vàng nói, ba, ngươi làm sao tới. Cụ già đi thẳng tới Dung Nhi trước mặt. Gần từng chữ ta như không tới nữa, các người cái này nuông chiều từ bé nữ nhi phỏng đoán liền chọc phá trời. Ra ra, ngươi vì một cái người ngoài, đến nỗi vậy. Tịch Dung không phục nói. Người ngoài, cụ già vừa định đưa tay ra phiến một cái tát đi xuống, nhưng là thấy Tịch Dung sưng đỏ gò má vẫn là dừng lại, hắn lạnh lùng nói, Dung nhi. Mới vừa rồi ta không kịp hướng ngươi giải thích Diệp Thần. Ngươi thật là người ngu xuẩn. Ngươi biết Diệp Thần là người gì không? Hắn là Long Hồn Tổng Giáo Quan, càng bị ta tự mình trao tặng cấp bậc thiếu tướng. Không chỉ như vậy, hắn là có khả năng nhất thành là Hoa Hạ người thứ nhất tồn tại. Còn nữa, Tần Lĩnh biến cố, Diệp Thần một người tàn sát ngàn người, tự mình đem sắp gặp tử vong Bách Lý Hùng từ trong biển máu cứu ra. Hoa Hạ thiếu hắn quá nhiều, ngươi lại vẫn dám trêu hắn. Liền liền ta cũng không dám trêu à. Người này đối với Hoa Hạ mà nói ý nghĩa đạt tới trọng yếu, lần này sự việc sau đó, ta có thể chính xác nói cho ngươi, nếu như Bách Lý Hùng và Diệp Thần bây giờ nhất định phải chọn một người, ta sẽ không chút do dự chọn Diệp Thần. Cuối cùng, ngày mai ta thì biết triệu tập hội nghị, cái hội nghị này trực tiếp quan hệ đến Diệp Thần, ta quyết định đem Diệp Thần cấp bậc nhúc nhích. Thiếu đem vị trí này đã không xứng với hắn, chí ít trung tướng. Bất kể như thế nào. Hoa Hạ nhất định phải lưu lại người này. Hoa Hạ có hắn, Bách Chiến không sợ. Dung Nhi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Câu nói sau cùng, cơ hồ là cụ già giận hô lên. Toàn bộ phòng khách vô cùng yên tĩnh, không ngừng vang trở lại lời của lão nhân. Tịch phụ và tịch mẫu đều ngơ ngẩn, Tần Lĩnh chuyện bọn họ biết mấy phần, lão gia tử vì chuyện này, mấy ngày không có ngủ. Một khi Tần Lĩnh long mạch xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hết thảy các thứ này lại bị một người thanh niên cứu vớt. Mấu chốt cái này người thanh niên còn tàn sát ngàn người. Một người để ngàn người. Tịch Dung cũng là há to mồm, một bộ khó tin dáng vẻ. Trong óc nàng không ngừng lóe lên cặp kia lạnh nhạt ánh mắt. Thằng nhóc kia lại muốn được trao tặng trung tướng. Hắn mới mấy tuổi à? Mấu chốt người này giá trị lại có thể so Bách Lý Thúc Thúc còn lớn hơn. Một cổ vô hình lãnh ý bao trùm nàng toàn thân. Ra ra, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nàng vô lực tê liệt ở trên ghế salon, thanh âm run rẩy nói. Kinh thành, Đại Nguyên đường và Kinh Đại học Bắc Kinh đạo đường chéo miệng, mặt tây. Tường rào và canh gác phong tỏa đất. Có 5-6 cái binh lính ở bên ngoài trông nom. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tất cả mọi người. Porsche xe lái vào nơi cửa chính, mấy người lính làm động tác tay, làm cửa kính xe quay xuống, sau khi thấy ngồi Diệp Thần, vội vàng chào theo kiểu nhà binh. Bái kiến thủ trưởng. Ở quân đội, chỉ cần cấp bậc so mình cao, đều có thể gọi cầm đầu dài. Diệp Thần thành tựu thiếu tướng, tự nhiên có cái này tư cách. Cho đi,
một cái trong đó binh lính nói. Bowser hướng bên trong lái vào, bởi vì là một khối đất hoang, Chu Nhã vậy liền tùy tiện tìm một chỗ dừng lại. Diệp Thần xuống xe, còn người quét nhìn chung quanh, ngay tức thì cảm giác được một cổ khí lưu ở chập chờn. Ừ, chỗ này. Diệp Thần cảm giác được không đúng, ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên trên đất một hòn đá, hai ngón tay hơi dùng sức, đá liền hóa là bột. Đồng thời, còn có mấy cọng linh khí tràn ra. Trên lịch sử, nơi đây ra đời rất nhiều gia tộc cao cấp, chắc là bởi vì nơi này thế đi là ngàn mây phủ diêu thế, đặt ở cổ đại, ở chỗ này nói không chừng có thể thành tựu nghiệp bá, hoa hạ khí vận quá huyền diệu. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt nơi này linh khí so ngoại giới sẽ mạnh một ít, thậm chí so kinh thành Giang gia vị trí còn tốt hơn rất nhiều. Xem ra mẫu thần nói mảnh đất này là thành lập Diệp gia lựa chọn tốt nhất, quả nhiên không sai. Một khi đem Diệp gia xây ở chỗ này, chỉ ít che chở gia tộc ngàn năm. Diệp Thần hướng chung quanh vòng vo một vòng, đột nhiên phát hiện cái gì, hơi biến sắc mặt, cấp tốc hướng một vị trí đi tới. Chu Nhã cũng đi theo lên, kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, chỗ này có vấn đề gì không? Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, vị trí này là tâm trận. Từ nào đó trình độ mà nói, nơi đây là một nơi thiên nhiên đại trận, chỉ bất quá bởi vì niên đại quá lâu, hoa hạ linh khí mỏng manh, trận pháp hư hại xong hết rồi, nếu như đem tu bổ, vậy nơi đây coi như đạn đại bác vậy đánh không đi vào. Chu Nhã sắc mặt trắng bệch, mặc dù có chút không để ý tới rõ ràng Diệp Thần ý nghĩa, nhưng là nàng có thể nhìn ra Diệp Thần đối với mảnh đất này thế ở tất được. Ngay tại lúc này, một chiếc quân xa lái vào đi vào. Quân xe dừng lại, Bách Lý Hùng và Bách Lý Băng đi xuống, không chỉ như vậy, còn có mấy vị thiết huyết doanh cường giả thủ ở phía sau. Diệp tiên sinh, để cho các người chuẩn bị đồ mang tới, Diệp Thần nói. Bách Lý Băng gật đầu một cái, liền vội vàng lấy ra một cái lược, đây là nàng mẫu thân biến mất trước lưu lại. Bách Lý Hùng kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, một cái lược thật có thể tìm được nàng. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nhất định. Chỉ có thể thử một chút, dẫu sao thời gian quá lâu. Bách Lý Hùng chắp tay một cái, vậy làm phiền Diệp tiên sinh. Diệp Thần đi tới tâm trận vị trí, ngón tay bóp quyết, linh phù một đạo vận chuyển, bước chân bước ra, hắn quanh thân ngay tức thì xuất hiện một đạo khí lưu. Lòng bàn tay lại là xuất hiện một đạo kim sắc phù văn. Diệp Thần tay cầm phù văn, trong miệng lẩm bẩm cái gì, rồi sau đó, chợt đem phù văn vỗ vào cái lược trên. Một giây kế tiếp, cái lược tản ra kim quang, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bách Lý Hùng thấy một màn này, con người tràn đầy một vẻ hoảng sợ. Bất quá cái này kinh hoàng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống, cái này Diệp Thần coi như làm ra lại chuyện kinh thế hãi tục tình vậy không sánh bằng ở long mạch đất huyết long. Ngự long người, đây chính là chỉ có tiên nhân mới có thủ đoạn à. Toàn bộ đất hoang ngay tức thì nổi lên một hồi hắc gió. Bách Lý Băng thân thể thiếu chút nữa đều phải bị lay động. Diệp Thần khẽ nhíu mày, cái này hắc gió không phải hắn dẫn động. Ngược lại hắc gió xuất hiện là muốn ngăn cản hắn. Mắt xem hắc gió cuốn tới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một đạo linh phù trực tiếp sử dụng. Ngay tức thì sắp tối gió xé vỡ thành hai mảnh. Nhưng là cái này hai nửa nhưng hình thành hai đạo quỷ ảnh, mang sát ý lạnh như băng, hướng Diệp Thần tàn phá. Hắc phong sát phù. Diệp Thần kinh ngạc mấy phần, Thương Hải Bình dạy hắn một đạo linh phù trong đang có bùa này. Mấu chốt linh phù một đạo không phải đã sớm biến mất sao, vẫn còn có người nắm giữ. Ngay tại quỷ ảnh muốn chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần bổn mạng linh phù sử dụng, nháy mắt tức thì, vậy hai đạo quỷ ảnh giống như gặp được cái gì cực kỳ kinh khủng sự việc, muốn chạy trốn, nhưng là thời gian đảo mắt, một cổ cực mạnh hấp lực từ bổn mạng linh phù trong tấn công tới. Khắc khắc. Hai tiếng, hết thảy tiêu tán. Toàn bộ đất hoang khôi phục lại bình tĩnh, mà Diệp Thần đỉnh đầu vậy hình thành một đạo hình ảnh. Trong hình, một cái thiếu phụ xuất hiện ở đất hoang trong, rất nhanh bước chân dừng lại, ánh mắt hướng khắp nơi liếc mấy cái, thật giống như đang tìm cái gì. Bách Lý Băng và Bách Lý Hùng tròng mắt lóe lên kích động. Bởi vì trong hình thiếu phụ chính là Mộc Uyển Ninh, Bách Lý Hùng thê tử. Trong hình, thiếu phụ liền ở chỗ này đợi ước chừng 3 phút, 3 phút sau đó, trong bóng tối đi ra một đạo còng lưng bóng người. Người nhất định phải bỏ ra bọn họ,
đi Côn Lôn hư. Mục Uyển Ninh do dự mấy giây, vẫn gật đầu chắc chắn. Ngươi không cho bọn họ lưu một phần tin cũng hoặc là tin tức. Không nói mà biệt, cụ già nhàn nhạt nói. Mục Uyển Ninh hướng phía nam nhìn một cái, thở dài một hơi, không cần, một khi nói, bọn họ sẽ gặp đi nơi nào tìm ta, ta có thể làm cũng không xê xích gì nhiều. Bách Lý gia tộc chí ít ở Hoa Hạ không người dung chuyển, Bách Lý Hùng càng là trở thành Hoa Hạ thượng tướng, băng như vậy trưởng thành, bọn họ không cần ta hỗ trợ. Bây giờ ta cũng nên trở về Côn Lôn hư, chuyến này đi ra quá lâu, ta mau quên ta sứ mạng. Được, đi thôi. Cụ già không có bất kỳ nói nhảm, hắc phụ cuốn lên, hai người trực tiếp biến mất ở mảnh đất hoang này. Màn hình tắt. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới, Bách Lý Băng mẫu thân lại có thể đến từ Côn Lôn hư, lại là một vị người tu luyện. Hắn nhìn một cái Bách Lý Hùng, phát hiện hắn diễn cảm vô cùng bình tĩnh, thậm chí có nhất tí hoảng nhiên cảm giác, giống như hắn đã sớm đoán được chuyện này vậy. Nàng quả nhiên hay là đi liền chỗ đó. Bách Lý Hùng quả đấm cầm chặt. Tất cả mọi người đều biết mấy chục năm trước, Bách Lý Hùng ngang trời xuất thế, thiên phú nghịch thiên, lực áp Hoa Hạ quần hùng, thành là năm đó Hoa Hạ người thứ nhất. Tất cả mọi người đều thán phục Bách Lý Hùng thiên tài, nhưng là chỉ có Bách Lý Hùng rất rõ ràng, hắn hết thảy thành tựu đều là tới từ sau lưng người phụ nữ Mộc Uyển Ninh. Mộc Uyển Ninh cho hắn công pháp, dạy hắn tu luyện. Càng làm cho hắn lên như diều gặp gió, thành là Bách Lý gia tộc tộc trưởng, nước Cộng Hòa tướng quân. Thậm chí liền Thiết Huyết Doanh huấn luyện cũng là do Mộc Uyển Ninh ở sau lưng ra tay. Hắn không biết vợ thực lực, nhưng là sinh hoạt từng chút lại để cho hắn đoán được mình vợ đáng sợ. Vô số lần chiến dịch, đều có một nữ tử thần bí ra tay, bây giờ nghĩ lại tới đây, hắn chắc chắn cô gái thần bí chính là hắn thê tử. 3. Mụ đi núi Côn Lôn. Nàng, Bách Lý Băng thanh âm run rẩy nói. Nàng nghi ngờ vạn phần. Bách Lý Hùng không trả lời nữ nhi, mà là đi tới Diệp Thần trước mặt, lấy ra một phần khế đất, Diệp tiên sinh, ta Bách Lý Hùng không tốt biểu đạt, nhưng là còn muốn nói cùng ngươi một câu, cảm ơn. Đây là nơi này đất đai chứng, bắt đầu từ hôm nay, nơi đây liền thuộc về ngươi. Ta sẽ để cho Hoa Hạ thổ địa cục người phụ trách tới xử lý chuyện này. Diệp Thần có thể cảm giác đến Bách Lý Hùng đưa ra đất đai chứng tay đang run rẩy, không biết là tức giận vẫn là kích động. Diệp tiên sinh, cáo từ, hy vọng ngày mốt ngài và Lâm Tuyệt Long đánh một trận có thể thắng được. Bách Lý Hùng xoay người liền hướng xe quân đội đi. Băng Nhi, chúng ta về nhà. Có một số việc, ta sẽ từ từ hướng ngươi giải thích. Xe quân đội rất nhanh liền lái ra khỏi mảnh đất hoang này, chỉ để lại cao mày Diệp Thần cùng với thất thần Chu Nhã. Diệp Thần nhìn trong tay đất đai chứng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bách Lý Hùng đi quá nhanh, thật ra thì hắn còn có một việc không có nói. Ở đó cụ già mang đi Mộc Uyển Ninh thời điểm, hắn chú ý tới cụ già giữa eo treo một khối ngọc bài. Vậy ngọc bài hắn gặp qua. Đây là Côn Lôn hư một cái tông môn ký hiệu. Năm đó hắn bước vào Côn Lôn hư, bởi vì lão đầu tông môn chỉ chuyên chú y đạo và khác một ít bàng môn tả đạo, cũng không thích hợp Diệp Thần tu võ. Đây cũng là Diệp Thần y đạo thông thần một trong những nguyên nhân. Lão đầu biết Diệp Thần muốn báo thù quyết tâm, liền dẫn hắn đi Côn Lôn hư từng cái tông môn bái sư. Nhưng là nhưng nghênh đón vô tình cười nhạo. Côn Lôn hư không có một cái tông môn nguyện ý thu nhận Diệp Thần. Chỉ vì là Diệp Thần phàm căn và thiên phú. Ở bọn họ xem ra Diệp Thần bước vào võ đạo cả đời cũng không khả năng bước vào ly hợp cảnh. Thậm chí nói nếu để cho Diệp Thần tiến vào bọn họ tông môn, chỉ biết ô nhục tông môn bảng hiệu. Diệp Thần rõ ràng nhớ vậy từng tờ một cao ngạo mặt mũi. Ở bọn họ trong mắt, phàm căn cũng không lắp thêm bước vào Côn Lôn hư. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần đã thủng lời nguyền, lại là bước chân vào ly hợp cảnh. Ly hợp cảnh tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn, mà là hắn khởi điểm mà thôi. Bị tất cả võ đạo tông môn cự tuyệt sau đó, lão đầu chỉ có thể mang Diệp Thần đi một chỗ khác, nơi đó lấy giết hại và chiến đấu vi tôn. Nơi đó tên là đấu giả luyện ngục. Lão đầu vốn cho là Diệp Thần ở bên trong không chống nổi 10 ngày, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại đang chỗ đó còn sống. Lại là đem Cửu Thiên Huyền Dương quyết thông hiểu đạo lý. Một hồi lạnh gió tấn công tới, Diệp Thần từ trong suy nghĩ tỉnh hồn lại, hắn nhìn về phía kinh thành hiếm có đầy trời tinh thần,
lẩm bẩm nói, chờ kinh thành sự việc xử lý kết thúc, cũng nên đi một chuyến Côn Lôn hư, những cái kia thiếu đồ ta cũng nên lấy về. Không biết những người đó qua có tốt không? Lão đầu bây giờ hẳn nằm ở trên ghế xích đu ca diễn đi, Kỷ Tư Thanh. Nàng hẳn đã thành là Côn Lôn hư vô số người ngưỡng vọng cường giả đi. Diệp tiên sinh, Côn Lôn hư là địa phương nào? Kỷ Tư Thanh lại là ai? Chu Nhã Hiếu Kỳ nói. Nàng bản có thể cảm giác được Kỷ Tư Thanh là một cô bé tên chữ, hơn nữa đối với Diệp tiên sinh mà nói rất trọng yếu. Diệp thần lắc đầu một cái, hướng Poser đi tới, một người bạn mà thôi, đi thôi, trễ lắm rồi, vậy cần phải trở về. Được rồi, Diệp tiên sinh. Diệp thần không chịu nói, nàng cũng không thể tiếp tục hỏi. Chẳng qua là Chu Nhã trong mắt ở giữa lộ ra một tia thất lạc, chợt thoáng qua rồi biến mất. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư. Một tòa thần bí đền dưới, mây đen chặt chẽ vải, trên bầu trời vô số sấm sét lóe lên. Vô số thiếu nam thiếu nữ nghe được động tĩnh, vọt ra, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một tòa điện vũ cửa. Bọn họ ngừng thở, tựa như đang đợi cái gì. Khẩn trương đến mức tận cùng. Đột nhiên, đền chỗ sâu một đạo cột sáng phóng lên cao. Một đạo phượng hoàng hư ảnh vọt ra, chạy thẳng tới chân trời. Phượng hoàng kêu to, tinh thần tựa như cũng động một cái. Thấy một màn này, những thiếu nam kia thiếu nữ quả đấm cầm chặt, nhiệt huyết sôi trào. Kỷ sư tỷ lại đột phá, đây là năm nay lần thứ 7, quá đáng sợ, cái này còn là người sao? Người đừng quên, kỷ sư tỷ nhưng mà Côn Lôn hư một trong 10 đại thiên tài, thân trong lòng nghịch thiên linh căn, ai dám ở kỷ sư tỷ trước mặt nói mình nghịch thiên? Lần này lại có phượng hoàng hư ảnh. Chẳng lẽ kỷ sư tỷ lần này thủng cảnh giới lớn, cái này cũng quá đáng sợ đi, sư phụ phỏng đoán muốn vui nở hoa đi. Kỷ sư tỷ nhưng mà chúng ta tông môn bảo bối, không đúng, nàng là cả Côn Lôn hư bảo bối, dĩ nhiên vẫn là ta trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Nếu là kỷ sư tỷ có thể cùng ta nói lên câu nói đầu tiên tốt. Kỷ sư tỷ lạnh như vậy một người, còn biết nói với ngươi, ngươi đừng có nằm mộng, nàng trừ tu luyện, người bất kỳ và chuyện cũng không quan tâm. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn, kỷ sư tỷ duy chỉ có đối với cái đó Diệp thần cảm thấy hứng thú, ngươi quên 5 năm này tới, kỷ sư tỷ vì tên phế vật kia nói bao nhiêu lời. Chính là phàm căn, làm sao sẽ để cho kỷ sư tỷ như vậy quan tâm. Thật mẹ hắn không nghĩ ra, lão tử tu vi và thiên phú cũng so tên kia mạnh không biết nhiều ít lần, dựa vào cái gì. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên trong truyền tới. Ai còn dám sau lưng nghị luận người khác, tự gánh lấy hậu quả. Nếu thật muốn nói, tự mình tới ta Kỷ Tư Thanh trước mặt nói. Lời này vừa nói ra, cái đó mới vừa nói Diệp thần hung nhất người đàn ông khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người lại là đặt mông ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy một màn này, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nói thêm gì nữa. Đền chỗ sâu. Kỷ Tư Thanh mở mắt ra. Chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, quanh thân của nàng tản ra cực mạnh hơi thở. Nàng đi tới cửa sổ nhìn vậy ẩn môn tinh thần, lẩm bẩm nói, tên kia không biết như thế nào, cũng không biết hắn có đột phá hay không đến ly hợp cảnh. À, cũng đúng, hoa hạ linh khí mỏng manh, người bình thường muốn đột phá lại là biết bao khó khăn đâu, hy vọng tên này mới có thể có nơi kỳ ngộ đi. Hoa hạ, kinh thành Lâm gia. Huyết Minh hai vị trưởng lão ngồi ở phía trên nhất, Lâm Tuyệt Long và Lâm Phụ ngồi ở một bên. Mà giữa phòng khách thì đứng một cái người mặc ngay ngắn quân trang quân nhân. Quân trên người tản ra cực kỳ ưu việt hơi thở, thực lực không kém. Hắn quân trang một bên càng là có Thiết Huyết huy chương. Lâm Phụ chắp tay một cái, nhiệt tình nói, Thiết Huyết doanh đoạn ngồi gió. Ta Lâm gia nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không biết chuyện gì để cho Đoạn tướng quân tự mình tới. Thiết Huyết doanh mặt mũi, hắn Lâm gia vẫn là cho. Đoạn ngồi gió từ trong túi móc ra đóng kín một cái chiến thư, trực tiếp đưa cho Lâm Tuyệt Long, nghiêm túc nói, đây là số một tự mình viết chiến thư, xin Lâm tiên sinh ứng chiến. Nghe được câu này, Lâm Tuyệt Long và Lâm Phụ sắc mặt hơi kinh ngạc. Lâm Tuyệt Long thực lực kém không nhiều coi là hoa hạ đệ nhất cao thủ, vẫn còn có người khiêu chiến. Tìm không chết được. Coi như hoa hạ có ẩn núp cao thủ,
nhưng là những cái kia ẩn núp cao thủ nếu không có tiến vào Hoa Hạ tông sư bảng tất nhiên đại biểu đối với khiêu chiến không có hứng thú. Càng không thể nào đối với hắn Lâm Tuyệt Long phát động chiến thư. Mấu chốt ai sẽ nghĩ như vậy không ra. Vẫn là vị kia Hoa Hạ cao cấp quyền thế cụ già tự mình viết. Cái này sau lưng ý vị quá nhiều thứ. Lâm Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng, đem chiến thư cầm tới, trực tiếp xé ra. Lâm Tuyệt Long, Diệp Thần, Đài Võ Đạo đánh một trận. Hắn ánh mắt ngay tức thì liền rơi vào phía dưới tên chữ trên. Mấu chốt thời gian điểm ngay tại ngày mốt. Người khiêu chiến lại là Diệp Thần. Lâm Phụ thấy Lâm Tuyệt Long diễn cảm có chút không đúng, hỏi, là ai xuống chiến thư? Lâm Tuyệt Long cười lạnh một tiếng, chân khí phóng thích mở, chiến thư ngay tức thì vỡ ra tới. Còn có thể là ai? Một con kiến hôi mà thôi, 5 năm trước, ta có thể dễ như trở bàn tay đem hắn nghiền ép, 5 năm sau giống như vậy. Nghe được câu này, Lâm Phụ kinh ngạc nói, Diệp Thần. Lâm Tuyệt Long gật đầu một cái, đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Ngồi Gió, lớn tiếng nói, phần này chiến thư ngược lại là cứu mạng hắn. Ta vốn định mấy ngày nay tự mình đến cửa giết hắn, hắn nếu muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Ngươi giúp ta nói cho hắn, phần này chiến thư ta Lâm Tuyệt Long nhận. Ở Lâm Tuyệt Long trong mắt, chém chết Diệp Thần như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Nếu như lần này hắn không nhận hạ Diệp Thần chiến thư, vậy Diệp Thần tất nhiên lấy là mình sợ hắn. Đoạn Ngồi Gió hài lòng gật đầu một cái, nhiệm vụ của hắn vậy coi là hoàn thành, liền nói, ngày mốt Đài Võ Đạo, đến lúc đó thủ trưởng có thể vậy sẽ đích thân xem cuộc chiến, thủ trưởng không hy vọng ở Đài Võ Đạo trận chiến này trước có bất kỳ biến cố, xin các ngươi hãy Lâm gia không muốn điều khiển ra một ít thủ đoạn đặc biệt. Sau đó, Đoạn Ngồi Gió vừa nhìn về phía vậy hai cái huyết minh cường giả, huyết minh cũng giống như vậy, đây là Đang Hoa Hạ, không phải Côn Lôn hư, xin các ngươi hãy nhớ kỹ. Một cái trong đó huyết minh lão giả hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hoa Hạ quân nhân lại vẫn dám uy hiếp hắn, mới vừa muốn đứng lên, một vị khác huyết minh lão giả đè xuống bả vai của đối phương. Đoạn Ngồi Gió không sợ hãi chút nào, ánh mắt lại rơi vào Lâm Phụ trên mình, một chuyện cuối cùng, ngày mai Trăm Dặm tướng quân sẽ đích thân tới một chuyến Lâm gia và các người đàm phán, đến lúc đó ngươi hẳn ở đi. Lâm Phụ ngẩn ra, nhíu mày nói, Bách Lý Hùng. Hắn tìm chúng ta Lâm gia đàm phán. Vì chuyện gì? Lâm gia ngược lại không sợ hãi Bách Lý Hùng thực lực, nhưng là Thiết Huyết Doanh nếu như hơn nữa Hoa Hạ vậy đạo lực tính, Bách Lý Hùng cũng có chút uy hiếp. Đoạn Ngồi Gió lắc đầu một cái, nói cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết, thuộc về cơ mật quân sự. Ngày mai ngươi thấy tướng quân, tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Trễ lắm rồi, không quấy rầy các người nghỉ ngơi, cáo từ. Nói xong, Đoạn Ngồi Gió trực tiếp đi ra bên ngoài. Chờ sau khi hắn rời đi, Lâm gia lâm vào yên tĩnh nhất thời. Thằng nhóc kia lại muốn khiêu chiến ngươi. Huyết Minh một vị ông già mở miệng nói, giọng mang nhàn nhạt khinh thường. Ở hắn xem ra, Lâm Tuyệt Long coi là lên Huyết Minh thiên phú người một trong, tiềm lực vô hạn, nếu không cũng không biết bị một vị trưởng lão phá lệ từ Hoa Hạ mang nhập Huyết Minh. Mà bây giờ một cái thằng nhóc TQ lại muốn khiêu chiến Lâm Tuyệt Long, thật là buồn cười. Lâm Tuyệt Long cười lạnh nói, đại nhân, một tên phế vật mà thôi, ta muốn giết hắn, không muốn ba chiêu, đến lúc đó đại nhân xin đi Đài Võ Đạo thưởng thức, ta sẽ phế người này tay chân, chờ hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi lúc đó, đại nhân hỏi lại hắn một ít chuyện tình, không sợ hắn không nói. Vị kia Huyết Minh lão giả gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Ngươi thực lực ta là tin tưởng, chính là đom đóm ánh sáng còn dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Liền ở tất cả mọi người đều chắc chắn kết cục lúc đó, ngoài ra Huyết Minh lão giả cau mày mở miệng nói, sự việc sợ là không có đơn giản như vậy, Hoa Hạ vị kia người nắm quyền cũng không phải cái gì người tầm thường, hắn nếu tự tay hạ chiến thư, nói rõ người này đối với Diệp Thần cực kỳ coi trọng. Đây không phải là mấu chốt, các người chẳng lẽ quên, thằng nhóc này ở Long Mạch đất nán lại dòng dã 2 ngày. Có thể ở Long Mạch đất ngây ngô 2 ngày tuyệt không phải người thường, huống chi, người này sau lưng tông môn chúng ta còn không có tra được. Gần đây ta thông qua một ít đường dây tra xét Côn Lôn hư tất cả võ đạo tông môn có liên quan Diệp Thần tên chữ tồn tại. Quỷ dị chính là nhiều như vậy tông môn đệ tử, lại không có một cái kêu Diệp Thần, mấu chốt liền trùng tên cũng không có, chuyện này có chút cổ quái. Bỏ mặc nói thế nào,
đài võ đạo đánh một trận, Tuyệt Long ngươi không thể khinh địch, vẫn cẩn thận là hơn. Lâm Tuyệt Long nghe được câu này, trong mắt híp lại, nhưng là thoáng qua ở giữa liền thả ra cường đại tự tin, đại nhân, ngươi quá lo lắng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không có gì khinh địch. Coi như người này mạnh hơn nữa, ta như thường nghiền ép. Vị kia huyết minh lão giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Vừa mới lên đèn, kinh thành đại học sư phạm, giáo viên nhà trọ. Diệp Thần ăn dòng dã 30 sủi cảo mới đi phòng khách nghỉ ngơi, khoan hãy nói, mẫu thân và hai nữ túi mùi vị thật không tệ. Giáo viên nhà trọ tủ lạnh hai cửa cơ hồ đều bị sủi cảo nhét đầy. Bởi vì cái này bộ giáo viên nhà trọ là 3 phòng 1 phòng khách, Diệp Thần một gian, Giang Nữ Dung một gian, còn có một gian vừa vặn có thể cho Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di. Hai nữ liền lưu lại qua đêm. Giang Nữ Dung một cái nhìn ra Diệp Thần và hai nữ quan hệ mập mờ, vậy không quấy rầy, trực tiếp tiến vào gian phòng bắt đầu tu luyện. Nàng ngược lại là ước gì mình có thể sớm một chút ôm lên cháu trai, huống chi nàng đối với hai cái cô gái đều rất thích. Vóc người, mặt mũi, khí chất ở Hoa Hạ cũng coi là cao cấp tồn tại, loại này cô gái lấy về nhà, sinh hạ con cái tất nhiên cũng không biết kém. Chẳng qua là không biết Diệp Thần cuối cùng sẽ chọn ai, nếu như Diệp Thần hai cái cũng lấy về nhà vậy dĩ nhiên tốt nhất. Giang Nữ Dung không phải phụ nữ truyền thống, nàng rất rõ ràng, từ xưa tới nay, thực lực cường đại người đàn ông, bên người đều là người đẹp thành đoàn, trái ôm phải ấp không coi vào đâu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hoa Hạ mặc dù chủ trương chế độ một chồng một vợ, nhưng là đây chẳng qua là kim đối với người bình thường mà thôi. Những cái kia nhà giàu cao cấp chính là quyền quý, tự nhiên có biện pháp quay mũi quy định này, thậm chí để cho nó hợp pháp hóa. Giang Nữ Dung đang tu luyện trước lại là đem Diệp Thần kêu vào phòng ở giữa, nghiêm túc dặn dò, Thần Nhi, ngươi cũng không cho phép khi dễ hai cái cô gái, cái này hai cái cô gái, mụ đã đáp ứng bảo bọc các nàng, nếu như ngươi khi dễ các nàng bất kỳ một người nào, ta nhưng là phải đánh ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, gật đầu liên tục. Nếu như nói dưới mắt Diệp Thần sợ nhất người, chớ quá với mình mẹ. Diệp Thần trở lại phòng khách, Hạ Nhược Tuyết đã đang tắm, Tôn Di ngồi ở trên ghế salon, mặc đồ ngủ, thích ý đưa vươn người, ngực đầy đặn hơi lay động, rất có gợn sóng vĩ đại thế. Diệp Thần thậm chí có thể thấy quần áo ngủ chi trên có hai cây điểm đen. Rất hiển nhiên, Tôn Di liền nịt vú cũng không mặc. Tiểu thần tử, người tới đây, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Tôn Di đưa tay ra, mắt đẹp mang một tia mừng rỡ. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, cái gì? Tôn Di từ từ tiến tới Diệp Thần bên tai, ấm chọc và hô hấp cảm giác kích thích Diệp Thần tâm huyền. Ngươi còn nhớ ban đầu ngươi rời đi tỉnh Chiết Giang ta và ngươi nói gì sao? Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, quên. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần. Nhẹ giọng nói, thua thiệt ngươi vẫn là người đàn ông, chuyện này cũng không nhớ được, ta uổng lo lắng cho ngươi. Thật ra thì, tối hôm nay ta và Nhược Tuyết đều không ngủ cái đó phòng trống ở giữa, hi hi, chúng ta phải ngủ phòng của ngươi ở giữa. Diệp Thần ngẩn ra, theo bản năng nghĩ tới điều gì, nàng biết Tôn Di rất to gan, lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Tuyết cũng sẽ đáp ứng chuyện này. Đây hoàn toàn không giống Hạ Nhược Tuyết tính cách à. Tôn Di phát giác cái gì? Nói ta và Nhược Tuyết đánh cuộc, Nhược Tuyết thua, nàng tự nhiên phải nghe ta, chỉ bất quá, tối hôm nay ngươi có thể đừng muốn làm cái gì chuyện xấu, chỉ có thể ôm ngủ, còn lại cái gì cũng không có thể làm. A Di có thể ở bên cạnh, động tính quá lớn, ta và Nhược Tuyết ngày mai làm sao còn gặp A Di. Tôn Di mới vừa muốn tiếp tục nói gì, cửa phòng tắm có động tính, nàng liền môi đỏ mọng hôn lên Diệp Thần gò má trên, hướng phòng tắm chạy đi. Tiểu thần tử, bổn cung đi tắm, chờ ta tắm xong lại đến phiên ngươi tắm, tối nay ngươi muốn làm chính là thật tốt hầu hạ, hì hì. Tôn Di trực tiếp tiến vào phòng tắm, Hạ Nhược Tuyết đi ra, nàng tóc mặt sao còn có chút ướt nhẹp, đang dùng khăn lông lau chùi, cho dù ăn mặc quần ngủ, vậy trắng nõn thêm bắp đùi thon dài bại lộ ở Diệp Thần trước mắt, để cho người không khỏi cảm giác trong miệng khô cạn mấy phần. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái Diệp Thần, gò má trắng nõn hiện lên lau một cái ánh nắng đỏ rực. Không biết là bởi vì tắm xong vẫn là bởi vì tiếp theo sự việc. Nàng không nói gì, thẳng hướng gian phòng đi tới.
chỉ bất quá không phải nàng và Tôn Di gian phòng, mà là Diệp Thần gian phòng. Nhìn Hạ Nhược Tuyết đi vào gian phòng của mình, Diệp Thần mới chắc chắn Tôn Di nói là sự thật. Cái này hai cái nhà đầu bây giờ cũng như thế kính bạo. Không lâu lắm, Tôn Di tắm xong, thổi xong tóc, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, tiểu thần tử, bổn cung ở trên giường chờ ngươi ơ. Mười mấy phút sau đó, Diệp Thần tắm xong, tiến vào gian phòng của mình. Mặc dù đèn đang tắt, nhưng là hắn thành tựu người tu luyện tự nhiên có thể ở trong bóng tối thấy rõ hết thảy. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di nằm một bên, đến gần bên ngoài một bên để lại cho Diệp Thần, giường là 2 mét, hai vị hai nữ vóc người không tệ, ngược lại là không có chiếm quá nhiều không gian. Tôn Di híp mắt, giả trang truyền tới hô hấp nặng nề tiếng. Diệp Thần cười lắc đầu một cái, vén chăn lên, trực tiếp nằm đi vào. Hai nữ không phản ứng chút nào. Đừng nói cho ta, các người cũng ngủ. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết vẫn không có lên tiếng, nhưng là Diệp Thần nhưng là ở trong bóng tối thấy hai người trong mắt mở ra, thậm chí liền hai trái tim người nhảy lên cũng có thể cảm nhận được. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong, một cái xoay mình liền ôm lấy Tôn Di. Ngủ thật. Diệp Thần đưa tay ra, ôm Tôn Di thắt lưng, hơn nữa không ngừng ở Tôn Di quanh thân nhẹ nhàng lướt qua. Tôn Di vốn định biệt trụ, nhưng là một giây kế tiếp, nhưng là xì một tiếng, bật cười. Tiểu thần tử, người khi dễ ta muốn cùng A Di đi nói. Diệp Thần cười một tiếng, xem ra các người đều không ngủ à. Hừ, còn không phải là bị ngươi đánh thức. Ngay tại lúc này, một mực không nói gì Hạ Nhược Tuyết lên tiếng, tiểu di tử, để cho hắn ngủ ở giữa, ta giúp ngươi giám sát hắn, hắn nếu như lộn xộn. Chúng ta liền cùng đi A-di nơi đó tố cáo. Hai nữ cũng đem giang nữ dung rời ra. Tôn Di ở trong bóng tối từ Diệp Thần thân lên bay qua, vậy mềm mại vật cơ hồ chèn ép Diệp Thần ngực, để cho hắn suy nghĩ phân bay. Không lâu lắm, Diệp Thần liền bị hai nữ chen ở trong. Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt hai nữ da thịt xúc cảm. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là một cái huyết khí phương cương người đàn ông, cho dù bước vào tu luyện một đường. Đối với về sinh lý nhu cầu vậy rất bình thường. Đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, lần sau có chính là cơ hội. Hạ Nhược Tuyết nhàn nhạt nói. Nói xong, liền giam trong mắt, truyền đến yếu ớt hô hấp tiếng. Càng là mấu chốt là, Hạ Nhược Tuyết hai cái tay nắm thật chặt Diệp Thần tay trái, rất sợ Diệp Thần làm ẩu. Tiểu thần tử, Nhược Tuyết cũng lên tiếng, người vẫn là đàng hoàng ngủ đi. Tôn Di tiến tới Diệp Thần nhĩ tế. Nhẹ nhàng lay động. Diệp Thần vốn cho là Tôn Di thật như vậy, lại không nghĩ rằng, một cái nhỏ hết sức mà mang nhiệt độ tay đã từ từ ở hắn bộ vị trọng yếu quanh quẩn. Lại là nắm thật chặt. Xuyệt. Trong bóng tối Tôn Di lộ ra một đạo nụ cười thư thái, để cho Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận loại chuyện đó không đơn giản như vậy. Nếu như mình không có ở đây, phỏng đoán hai người đã sớm phát sinh cái gì, nhưng là thật hai nữ cộng thị một chồng, Hạ Nhược Tuyết rất khó làm được. Bất quá có thể ngủ chung một chỗ, thì có đầy đủ tiến bộ, muốn không được bao lâu, Tôn Di tin tưởng, Nhược Tuyết tất nhiên sẽ đồng ý. Hơn nữa nàng ban ngày thời điểm khảo nghiệm qua cái này giáo viên nhà trọ gian nhà, cách âm quả thật có chút không tốt. Chí ít ngày hôm nay không phải cao nhất thời gian, nhưng là nàng cũng sẽ không để cho Diệp Thần nín khó chịu. Một giây kế tiếp, thân thể hơi hướng xuống xúc, lại là chui vào trong chăn. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng muôn vàn, đột nhiên, hắn có thể cảm giác được một đoàn ấm áp bọc. Phía dưới chăn lại là phập phồng đứng lên. Loại cảm giác này tựa như bị một tia sấm sét chạm đến. Mấu chốt quá kích thích. Một đêm yên lặng. Chờ hai ngày, chờ Diệp Thần tỉnh lại, phát hiện Tôn Di đã sớm không ở bên người. Ngược lại là Hạ Nhược Tuyết đang ăn mặc đồ dạo phố có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần. Ngày hôm qua ngủ như thế nào? Diệp Thần gật đầu một cái, tạm được, người mặc như vậy là muốn đi nơi nào? Hạ Nhược Tuyết khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười thần bí, thân thể nghiêng về trước, môi đỏ mọng hôn vào Diệp Thần trên bờ môi. Mặc dù ngày hôm qua chưa đầy đủ ngươi, nhưng là hy vọng ngươi đừng tức giận, cái giường này quá nhỏ, chờ ngày nào giường cũng khá lớn, ta lại tới cùng ngươi. Còn nữa, ngày hôm nay ta và Tôn Di muốn đi kinh thành một chuyến mua bán trung tâm. Có một chàng đàm phán cần xử lý,
Đây đối với tập đoàn Thiên Chính mà nói rất trọng yếu, nếu như ngươi ở kinh thành có chút quan hệ, ngược lại là có thể nhờ người hỗ trợ một chút, Thẩm Hải Hoa xử lý có chút khó giải quyết, nếu như không có, ta người của Hạ Gia Mạch ở kinh thành có thể miễn cưỡng thực hiện. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với hai nữ phụ trách, hắn thật ra thì có chút áy náy, dẫu sao hắn cái này hất tay trưởng quỹ là tập đoàn Thiên Chính làm sự việc quá thiếu. Nhược Tuyết, khổ cực ngươi. Hạ Nhược Tuyết cười một tiếng, khổ cực cái gì, ta và Tôn Di nhưng mà ở là tự chúng ta đi làm nha, ngươi cũng ngủ chúng ta, có thể đừng chơi xấu, tập đoàn Thiên Chính nhưng có chúng ta cổ phần. Tốt lắm, không cùng ngươi trò chuyện, thời gian xong hết rồi, phỏng đoán đến nơi đó cũng phải xếp hàng. Diệp Thần bước lên ở kinh thành một khu nhà phòng học nhà trọ, ở nàng nhìn lại có thể là đối với kinh thành một ít thế lực thỏa hiệp, cho dù Diệp Thần là tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, nhưng là kinh thành và tỉnh Chiết Giang chênh lệch quá xa. Hạ Gia cái này to lớn nhóm tài chính, cũng không dám ở kinh thành làm gì qua tuyến sự việc. Có thể gặp kinh thành không dễ dàng. Nhưng là bất kể Diệp Thần ở kinh thành lẫn vào như thế nào, nàng cũng không quan tâm, nàng muốn làm chính là có thể cho Diệp Thần một cái to lớn sân khấu. Chí ít tập đoàn Thiên Chính càng mạnh mẽ, Hoa Hạ lực lượng liền sẽ bảo hộ Diệp Thần mấy phần. Chờ Hạ Nhược Tuyết rời đi sau đó, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trực tiếp gọi cho ám điện và lôi thụ vĩ điện thoại. Để cho bọn họ xử lý một chút kinh thành mua bán trung tâm sự việc. Long hồn và ám điện mạng lưới quan hệ, xử lý chuyện này hẳn đủ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần tắm xong tốc, liền gõ mẫu thân cửa phòng. Coi như ở bên ngoài, hắn vậy có thể cảm giác được bên trong nhà khí lưu phun trào. Cực kỳ cường thế. Mẫu thân lại đột phá khai nguyên cảnh, lúc này mới mấy ngày, đây cũng quá kinh thế hãi tục đi. Tốc độ tu luyện này coi như đặt ở Côn Lôn hư vậy coi là lên yêu nghiệt. Mấu chốt mẫu thân đã bỏ lỡ cao nhất tu luyện thời gian. Nàng liều mạng tu luyện như vậy có phải là vì phụ thân đi? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trong tay nắm Bách Lý Hùng cho đất của mình chứng, đồng thời gõ cửa. Ngày mai sẽ là và Lâm Tuyệt Long đài võ đạo đánh một trận, phỏng đoán số một vậy sẽ đem mình phụ thân đưa về tới. Ngày mai cũng nên là cả nhà bọn họ đoàn tụ cuộc sống. Trước lúc này, hắn muốn cho mẫu hôn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bên trong nhà hơi thở đình trệ, Giang Nữ Dung đi ra, thần nhi, thế nào? Mụ, cái này cho ngươi. Diệp Thần đem trong tay đất đai chứng đưa ra ngoài. Giang Nữ Dung nhíu mày một cái, không biết mình nhi tử đang làm cái gì. Nàng nhìn lướt qua đại khái, biết hẳn là đất đai chứng một loại đồ. Chẳng lẽ nhi tử muốn mua xây nhà? Ngày hôm qua nàng từ hai nữ trong miệng vậy hiểu được gần đây trên tin tức xuất hiện tập đoàn Thiên Chính chính là con trai xí nghiệp, nàng kinh ngạc thật lâu, nhưng là vừa nghĩ tới ngày đó mình bị thương, thần nhi cho nàng một chai linh dịch, nàng chính là bình thường trở lại. Cũng như này vật thần kỳ, tập đoàn Thiên Chính những sản phẩm kia liền không tính cái gì. Bất chi bất giác, nàng Giang Nữ Dung nhi tử không chỉ võ đạo thực lực cực mạnh, y đạo lại là thông thần. Thần nhi đây là muốn tiến quân địa ốc. Giang Nữ Dung mở ra đất đai chứng, mới vừa muốn nói cái gì, một giây kế tiếp, nàng con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Nàng ánh mắt rơi vào dưới góc phải con dấu cùng với ký tên, diễn cảm thay đổi vô cùng quỷ dị. Tay nàng run rẩy, cái này, đây là Bách Lý Hùng mảnh đất kia, làm sao có thể? Nàng thời gian đầu tiên dĩ nhiên là không tin, bởi vì Bách Lý Hùng đồ, đừng nói nàng con trai, coi như là Giang gia cũng không có tư cách rình rập. Mấu chốt thực lực của con trai mình ở Bách Lý Hùng trước mặt không tính là cái gì à? Giang Nữ Dung thậm chí có loại cảm giác như đang ở trong mộng. Thần nhi, đây là mảnh đất kia, Bách Lý Hùng đồng ý, làm sao có thể? Diệp Thần gật đầu một cái, con ngươi lộ ra một tia khẳng định. Mụ, đây là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ nhất. Mấy ngày nay ta không ở nơi này, chính là xử lý chuyện này, đây là Bách Lý Hùng tự tay giao cho ta. Giang Nữ Dung vẫn là có chút rơi vào mơ hồ, trong óc nàng theo bản năng hiện lên mình nhi tử và Bách Lý Hùng chuyện trò vui vẻ hình ảnh. Nhưng là hình ảnh này bỏ mặc làm sao xem, cũng không chân thật à. Diệp Thần thực lực cố nhiên không tệ, nhưng là còn không có cường đại đến Bách Lý Hùng có thể là mảnh đất này nhà à. Vô số nghi ngờ quấn quanh ở Giang Nữ Dung trong lòng,
tạm thời bây giờ nàng không biết mình nên nói cái gì. Mụ, ta còn muốn và ngươi nói chuyện thứ hai, không ra ngoài dự liệu, ngày mai phụ thân liền sẽ trở lại. Diệp Thần thản nhiên nói, cho dù kích động trong lòng, nhưng là hắn vẫn giống như ở tự thuật một kiện bình thường chuyện vậy. Giang nữ dung hô hấp cũng bình ở. Nàng không nói gì, nhìn chằm chằm Diệp Thần trong mắt, muốn nhìn ra mình nhi tử nói đùa. Nhưng là nàng thấy mình con trai trong mắt nhưng là vô cùng nghiêm túc. Lâm gia nguyện ý thả Thiên Chính. Diệp Thần gật đầu một cái, có một số việc do không được bọn họ, một chuyện cuối cùng, ngày mai là ta và Lâm Tuyệt Long đài võ đạo đánh một trận. Có chút ân oán, cũng nên chấm dứt. Diệp Thần không cần thiết giấu giếm, phỏng đoán chuyện này, ngày hôm nay lập tức phải vang khắp toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Mẫu thân sớm muộn vẫn là sẽ biết. Từ người khác trong miệng biết được, mẫu thân chỉ biết lo lắng, còn không bằng mình cho mẫu thân lòng tin. Nếu như trước mặt hai chuyện này để cho Giang nữ dung đầu óc trống rỗng mà nói, Diệp Thần câu nói sau cùng giống như một đạo sấm sét giữa trời quang nện ở Giang nữ dung trong lòng. Không được, Giang nữ dung quả quyết nói. Nàng biết Lâm Tuyệt Long thực lực, gần đây nàng vậy thông qua các loại đường tắt biết Lâm Tuyệt Long tin tức cụ thể. Người này không chỉ thực lực thông trời, mặc dù hạng ở Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ hai. Nhưng là rất nhiều người cũng cho rằng Lâm Tuyệt Long có Hoa Hạ Tông Sư bảng đệ nhất thực lực. Nếu như không phải là vị kia đệ nhất tồn tại xuất quỷ nhập thần, đã sớm im tiếng biệt tích, phỏng đoán Hoa Hạ Tông Sư bảng đệ nhất ngai vàng đã bị Lâm Tuyệt Long tọa thật. Huống chi Lâm Tuyệt Long tu luyện mấy chục năm, lại có thiên phú cực mạnh, thậm chí bước vào núi Côn Lôn chỗ sâu, sau lưng tông môn thần bí khó lường. Mình nhi tử bước vào võ đạo mới 5 năm mà thôi. Tuy không biết Diệp Thần thực lực vì sao lớn mạnh như vậy, nhưng là muốn ứng đối Lâm Tuyệt Long không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Nàng không hy vọng mình nhi tử có bất kỳ nguy hiểm nào. Thần nhi, ngày mai ngươi tuyệt đối không thể đi đài võ đạo, ngươi không có cùng Lâm Tuyệt Long đã giao thủ, ngươi không biết người này lợi hại, mụ gần đây đã ở triệu tập người, Tỉnh An Huy vị kia đã ở kinh thành, nàng dưới mắt thực lực, nếu như hơn nữa mấy người, hẳn có thể miễn cưỡng đối kháng Lâm Tuyệt Long. Mụ không hy vọng ngươi làm chuyện ngu xuẩn gì, còn có. Giang nữ dung mới vừa muốn nói cái gì, túi điện thoại di động reo. Đến từ Giang Kiếm Phong. Ấn nút tiếp nghe, liền nghe được Giang Kiếm Phong thanh âm dồn dập, bội dung, Diệp Thần như thế nào cùng Lâm Tuyệt Long ước định đài võ đạo đánh một trận. Bây giờ toàn bộ kinh thành võ đạo giới đều là tin tức này à. Diệp Thần ở không ở bên người ngươi, các người còn ở kinh thành đại học sư phạm sao? Lâm gia đã phong tỏa toàn bộ kinh thành, lại là trong bóng tối giám thị các người, phỏng đoán tuyệt đối sẽ không để cho các người rời đi kinh thành. Kinh thành đài võ đạo bên kia đã bắt đầu chuẩn bị, hắc thị đều bắt đầu tỉ số bồi, lần này sự việc thật lớn chuyện rồi à. Giang nữ dung lúc này mới ý thức được chuyện không đúng, nàng nhìn một cái khí định thần nhàn Diệp Thần, hỏi Giang Kiếm Phong nói cách khác chúng ta ngay cả cự tuyệt có thể cũng không có. Thần nhi phải ứng chiến. Nói nhảm, Hoa Hạ từ xưa tới nay, đài võ đạo chính là giải quyết tranh chấp địa phương, căn bản không có thể cự tuyệt. Mấu chốt cái này chiến thư là Diệp Thần tự mình xuống à, lão thủ trưởng cũng là người chứng kiến, lần này cơ hồ là mười mấy năm qua đài võ đạo nghiêm trọng nhất một lần. Lão gia tử ngày hôm nay vậy hỏi ý ta gặp, nếu như Diệp Thần nguyện ý giao ra những vũ khí kia, lão gia tử có thể cân nhắc ở thời khắc nguy cấp bảo vệ Diệp Thần một mạng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhị ca, chờ ta một chút, người trước chớ cúp, lão gia tử câu trả lời ta phải cân nhắc một hồi. Giang nữ dung đem điện thoại lấy ra, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng mặc dù tin tưởng mình nhi tử, nhưng là lại không nghĩ rằng mình nhi tử sẽ làm ra như vậy bất ngờ không kịp đề phòng quyết định. Mấu chốt quyết định này không chỉ không để cho nàng coi trọng, cơ hồ để cho tất cả mọi người không coi trọng à. Thần nhi, mụ chỉ hỏi một chuyện. Đài võ đạo đánh một trận, người có mấy phần chắc chắn. Lâm Tuyệt Long thành tựu Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ hai tồn tại, thực lực cơ hồ thông trời, người muốn đánh bại hắn, rất khó, đây là nói thật. Diệp Thần đưa ra một cái quả đấm. Không tầng, Giang nữ dung giọng có chút trách cứ và thất vọng. Sai rồi, là 100%. Mụ, ta nếu có chắc chắn hạ chiến thư, ngày mai tự nhiên có chém chết Lâm Tuyệt Long có thể. Người phải làm. Chính là ngày mai ở đài võ đạo hạ, chờ chúng ta người một nhà đoàn tụ.
Cho dù Lâm Tuyệt Long thực lực rất mạnh, cho dù hắn từ núi Côn Lôn chỗ sâu tới, thậm chí lời đồn đãi Lâm Tuyệt Long tới từ địa ngục, vậy thì như thế nào? Ta Diệp Thần cũng không phải hạng người bình thường, sau lưng ta nắm trong tay lực lượng vượt xa hắn suy nghĩ. Mụ, bây giờ, người chỉ phải tin tưởng ta một lần. Ngày mai ta sẽ đem Lâm Tuyệt Long đầu lâu bắt lại. Thời khắc này Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh tự tin. Giang Nữ Dung nhìn một cái Diệp Thần, khẽ cắn răng, cầm lên điện thoại đối với Giang Kiếm Phong nói, người giúp ta cự tuyệt lão gia tử, không cần, liền cái này như vậy. Giờ khắc này, Giang Nữ Dung lựa chọn tin tưởng mình nhi tử. Nếu mình nhi tử nói 100%, vậy hắn thì không thể bại. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần không thể nào ở nơi này loại nghiêm túc trong chuyện nói láo. Thần nhi, ta chỉ có một yêu cầu, ngày mai bỏ mặt kết quả như thế nào, ngươi cũng phải sống đi xuống đài võ đạo, biết chưa? Diệp Thần gật đầu một cái, yên tâm, ta còn nhớ lão ba kho cá. Không lâu lắm, Diệp Thần điện thoại di động reo, nhìn lướt qua, liền biết đối phương mang mục đích gì. Không phải là quan hệ đến ngày mai đài võ đạo đánh một trận. Liên tiếp mười mấy điện thoại, để cho Diệp Thần có chút phiền lòng, vì vậy trực tiếp cúp điện thoại. Kinh thành Lâm gia, hội nghị gia tộc thất. Bách Lý Hùng mang hai vị thiết huyết doanh cường giả bước vào phòng họp. Thời khắc này Bách Lý Hùng thương thế cơ hồ hết bệnh, trên người khí tức cường giả vậy hiển lộ ra. Nếu như không phải là hôm đó chúng Trịnh Nhân Quyết và Đoạn Hồn Môn quỷ kế, một người đối mặt mấy trăm vị cường giả, cha tổn thương, hắn căn bản không có thể ở long mạch đất như vậy chật vật. Bàn về cách cũng hoặc là thực lực tổng hợp, hắn so Lâm Tuyệt Long mạnh hơn mấy phần. Lâm Phụ nhìn một cái Bách Lý Hùng, còn người híp lại, hôm nay là cái gì gió đem trăm dặm tướng quân thổi tới. Nếu không ta để cho người làm đi làm chút món ăn ngon, tướng quân ở chỗ này ở lâu một hồi. Bách Lý Hùng lắc đầu một cái, không muốn nói nhảm, không cần, ta tới nơi này, liền vì một chuyện, giao ra Diệp Thiên Chính. Nghe được câu này, Lâm Phụ và Lâm Tuyệt Long con người co giúp một cái. Bọn họ không nghĩ tới Bách Lý Hùng tới một cái lại chỉ vì chuyện này. Mấu chốt Diệp Thiên Chính bí mật còn không nhận được, bọn họ há có thể bắn. Lâm Phụ trực tiếp mở miệng nói, trăm dặm tướng quân, lời cũng không thể nói bậy bạ, Diệp Thiên Chính là ai, ta Lâm mỗ người cũng không biết, làm sao giao ra. Bách Lý Hùng hừ lạnh một tiếng, Lâm Ngạo, gian phòng này theo chúng ta mấy người, ngươi không cần phải che che giấu giấu, ta hôm nay là tới đàm phán. Hy vọng hòa hòa khí khí, người Lâm gia coi như là hoa hạ võ đạo giới gia tộc cao cấp, nhưng là quốc gia lực lượng cũng không phải là tốt như vậy cãi lại, ta thiết huyết doanh ngàn người, hơn nữa Trung Nam Hải chỗ tối cường giả, nếu quả thật muốn động các người Lâm gia, cũng không phải không thể nào. Còn có, người hẳn rất rõ ràng, hoa hạ còn có người bảo vệ tồn tại. Bách Lý Hùng nói tiếng nói lộ ra một tia ý uy hiếp. Ở hắn xem ra, Diệp Thần cho hắn vợ tung tích, lại là cứu hắn và Bách Lý Băng, bất kể như thế nào, cái này Diệp Thiên Chính, hắn nhất định phải đảm bảo. Lâm Ngạo và Lâm Tuyệt Long rối rít đứng lên. Thật là lớn uy phong, Bách Lý Hùng, ta có thể hiểu thành, người đây là đang uy hiếp ta sao? Bách Lý Hùng gật đầu một cái, người nếu như muốn như thế hiểu cũng có thể, bây giờ Diệp Thiên Chính trên mình dính dấp hoa hạ cơ mật, phải mang đi. Đây là thủ trưởng ý nghĩa. Nếu như các người Lâm gia không biết tương, hoa hạ mặc dù phải trả giá thật lớn, nhưng là ngươi có thể suy tính một chút, ở trong chuyện này kết quả ai hơn thua thiệt. Bách Lý Hùng muốn làm chính là cường thế, nếu không muốn ngăn chặn Lâm gia, rất khó. Lâm Tuyệt Long và Lâm Ngạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên người ý định giết người bao trùm mở. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, Bách Lý Hùng lại dám uy hiếp bọn họ Lâm gia. Cho dù có thiết huyết doanh và hoa hạ thì như thế nào? Bách Lý Hùng, người hẳn rất rõ ràng, nếu như chúng ta muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, cho dù ngươi thực lực rất mạnh, chẳng lẽ ngươi và mấy vị thiết huyết doanh cường giả liền có thể ngăn lại chúng ta? Hừ! Lâm Ngạo và Lâm Tuyệt Long hướng Bách Lý Hùng đi tới. Không chỉ như vậy, Lâm gia cường giả cũng là uy hiếp tới. Bót! Bách Lý Hùng một trưởng vỗ ở trước mặt bàn họp trên. Bàn họp trực tiếp thành là mảnh vỡ. Các người Lâm gia chẳng lẽ còn muốn động ta? Thật làm ta thiết huyết doanh há là ăn chay. Các người không ngại xem bên ngoài là tình huống gì mới quyết định.
Lâm Ngạo cảm giác được không đúng, mới vừa muốn nói chuyện, một vị Lâm gia cường giả liền vội vàng chạy tới. Lão gia, Lâm gia đã bị Thiết Huyết Doanh bao vây. Nghe được câu này, Lâm Ngạo lúc này mới cảm giác Bách Lý Hùng lần này là đùa thật. Ngàn người Thiết Huyết Doanh, nếu như Hoa Hạ người bảo vệ mấy vị kia vậy điều động, sự việc thì thật nghiêm túc. Vậy hai vị huyết minh trưởng lão hôm nay không có ở đây Lâm gia, nếu quả thật muốn động tới tay, tuyệt đối lưỡng bại câu thương. Lâm Ngạo do dự hồi lâu, mở miệng nói, phải giao ra Diệp Thiên Chính, có thể. Nhưng là ta có một cái trước đề ra, ngày mai đài võ đạo đánh một trận, Diệp Thần phải sống sót. Nếu như hắn liền sống tư cách cũng không có, coi như giao ra Diệp Thiên Chính, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào ta Lâm gia trong tay. Đây là ta Lâm gia lớn nhất thỏa hiệp, nếu như người Bách Lý Hùng không cho phép, vậy chẳng qua chính là đánh một trận, ta Lâm gia sừng sững Hoa Hạ nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay. Bách Lý Hùng đi xó xỉnh gọi một cú điện thoại, không lâu lắm đi ra, gật đầu nói, được, nhưng là ngày mai Diệp Thiên Chính cũng phải mang nhập đài võ đạo. Nếu như Diệp Thần thua, Hoa Hạ tự nhiên sẽ không truy cứu, nhưng là Lâm Tuyệt Long như thua, phải tại chỗ thả người. Lâm Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng, hắn thất bại, tự nhiên không thể nào. Hắn không chỉ phải thắng, còn muốn hành hạ Diệp Thần. Coi như người này đứng sau lưng Bách Lý Hùng và Hoa Hạ vị kia thì như thế nào? Đài võ đạo trên, không có ai có thể ngăn cản. Chỉ có thực lực phi tôn. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư. Vạn Kiếm Tông, Tông Môn Đại Điện. Vạn Kiếm Tông trưởng môn và liên can trưởng lão đồng loạt quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Những người này trên mình hơi thở khủng bố, càng ở Côn Lôn Hư có địa vị trí cao vô thượng. Nhưng là giờ phút này, bọn họ trong lòng chỉ có sợ hãi. Thậm chí liền ngẩng đầu tư cách cũng không có. Mà tông môn đại điện phía trên nhất, đứng một cái tiên phong đạo cốt người đàn ông. Người đàn ông một bộ áo dài trắng, dáng người mờ ảo, mực phát 3000, lưu tả ở đầu vai, hơi lóe sáng bóng. Sau lưng có một cái kiếm thật lớn hạp, chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng ở nơi đó, vậy sinh ra một cổ trong trẻo lạnh lùng trác nhiên. Tựa như thần linh, chính là Trần Thiên Lê. Đại nhân, chúng ta thật không biết nơi nào đắc tội ngươi, xin đại nhân hạ thủ lưu tình, Vạn Kiếm Tông thành lập vạn năm, ta không hy vọng cái này cơ nghiệp hủy ở ta trên tay à, đại nhân muốn cái gì ta đều nguyện ý cho. Vạn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng thêm thanh âm run run vang lên. Mấu chốt người trước mắt quá kinh khủng à. Hắn căn bản không có một địch lực. Uy áp đủ để nghiền ép hết thảy. Mấu chốt đối phương còn hiểu Vạn Kiếm Tông võ à. Hắn rất sợ đối phương vẫy tay bây giờ liền đem Vạn Kiếm Tông mấy ngàn tên đệ tử và trưởng lão toàn bộ tru diệt. Đem Vạn Kiếm Tông hủy trong chốc lát à. Vậy hắn làm sao đúng dậy mình sư phụ và sư tổ à. Trần Thiên Lê lãnh đạm nhìn lướt qua người nói chuyện, mở miệng nói ta vì sao từng nói qua muốn tiêu diệt các người tông môn. Vạn Kiếm Tông tông chủ ngẩn ra, vậy người lớn tới Vạn Kiếm Tông vì chuyện gì? Trần Thiên Lê cười lạnh một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, là kiếm hình nhưng mà các người Vạn Kiếm Tông người. Vạn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt đại biến, đại nhân, là kiếm hình là chúng ta Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái người, không biết. Vậy là được. Trần Thiên Lê dừng lại chốc lát, lời nói ra kinh người nói, là kiếm hình là ta vậy không ra hồn học trò, hôm nay ta tới các người Vạn Kiếm Tông là vì một người khác. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Vạn Kiếm Tông hoàn toàn yên tĩnh. Khai tông tổ sư ra lại là người này học trò. Làm sao có thể? Nhưng là vừa nghĩ tới người này đối với Vạn Kiếm Tông võ vô cùng quen thuộc, mấu chốt đối phương thi triển Vạn Kiếm Tông võ đạo vận cực mạnh. Chiêu thức giống nhau ở trên tay đối phương lại mạnh mẽ trăm lần. Bọn họ chỉ có thể tin tưởng à. Đáng sợ nhất là đối phương tu vi à. Để cho bọn họ như sắp vực sâu. Sư tôn, không biết ngài hạ xuống nơi này vì chuyện gì. Vạn Kiếm Tông tông chủ run rẩy nói. Trần Thiên Lê trong tay sử dụng một khối ngọc bội trôi lơ lửng ở trên đại điện, một cổ tựa như tiếng sấm thanh âm vang lên. Sau này các người như thấy có người cầm này ngọc, gặp hắn như gặp bổn tôn. Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người thấy khối kia trôi lơ lửng ngọc bội, nhướng mày một cái. Ngọc bội rất là phong cách cổ xưa, phía trên có khắc 6 thanh trường kiếm. Mấu chốt ngọc bội phía sau có khắc 4 chữ, Vạn Đạo Kiếm Tôn.
Chẳng lẽ cái này thần bí người đàn ông chính là Vạn Đạo Kiếm Tôn? Đột nhiên, Vạn Kiếm Tông tông chủ nghĩ tới điều gì, ý niệm động một cái, trong tay xuất hiện một bức họa. Bức tranh trực tiếp mở ra, chỉ gặp trong tranh là một cái ông già, ông lão quanh thân lơ lửng sáu thanh kiếm. Quỷ dị chính là, cái này sáu thanh kiếm lại có thể và ngọc bội kia ở giữa sáu thanh kiếm giống nhau như đúc. Vạn Kiếm Tông tông chủ ánh mắt lại rơi vào trong tranh trên người ông già. Hơn nữa hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái Trần Thiên Lê. Trừ trang điểm và kiểu tóc kém rất nhiều, mặt mũi và khí chất thật là giống nhau như đúc. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt có chút không đúng. Cái này vẽ lai lịch đặc thù, là từ vị kia khai tông lập phái tổ sư Gia Lạc Kiếm Hình truyền tay tới. Mặc dù không biết cái này vẽ ý nghĩa, nhưng là nghe nói Lạc Kiếm Hình trước khi chết vậy gắt gao bảo vệ cái này bức tranh. Thậm chí còn đối với đệ tử nói bức họa này vô cùng trọng yếu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem bức họa này cất giữ tới, dù là tông môn biến mất, bức họa này cũng không thể bị hủy. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Tông tông chủ mới ý thức tới chuyện nghiêm túc tính. Hắn thậm chí hoàn toàn tin tưởng trên đài người thần bí chính là Sư Tôn. Nghĩ tới đây mà, trán hắn bắt đầu toát ra một tầng đổ mồ hôi. Trần Thiên Lê ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Năm ngón tay nắm chặt, treo lơ lửng trên không trung ngọc bội liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngọc bội này cùng với ta đóng thay các ngươi mà nói, các người có thể ghi nhớ. Sư tôn, đệ tử ghi nhớ, Vạn Kiếm Tông tông chủ cung kính nói, gặp ngọc bội này như gặp sư tôn. Ta sẽ lưu ý. Được. Trần Thiên Lê gật đầu một cái, quanh thân phun trào ra một đạo màu trắng sương mù. Đây là hắn có thể là Diệp Thần làm chuyện một trong. Nếu chuyện này hoàn thành, hắn vậy cần phải trở về. Cũng không biết thằng nhóc kia bây giờ ở Hoa Hạ như thế nào. Cũng nên hồi đi xem một chút. Sương mù biến mất, Trần Thiên Lê bóng người không có ở đây, chỉ để lại một mặt mơ hồ Vạn Kiếm Tông mọi người. Diệp Thần tự nhiên không biết Trần Thiên Lê sự việc, lúc này, hắn và Giang Nữ Dung đi tới mảnh đất kia. Bởi vì ngày hôm qua Diệp Thần liền dặn dò Diệp Lăng Thiên phụ trách thành lập Diệp gia chuyện. Làm hai người chạy tới, vốn là đất hoang sớm liền biến giống nhau. Mấy trăm vị công nhân đang liên hiệp xây, phân công rõ ràng. Thậm chí liền chủ thể kiến trúc cũng lớn gửi thành hình. Điện, Diệp tiên sinh, một cái mang nón an toàn người đàn ông đi tới, da ngăm đen, trên mình mang võ giả hơi thở. Hiệu suất như thế cao, Diệp Thần có chút kinh ngạc nói. Nón an toàn nam tử tuét miệng cười một tiếng, Diệp tiên sinh. Ngày hôm qua nhận được ngươi điện thoại liền bắt đầu động công, chính phủ bên kia phê duyệt vậy dễ dàng, có người chuyên đối tiếp, hơn nữa chủ động có Hoa Hạ mấy nhà nổi danh công ty xây cất liên lạc chúng ta, chỉnh hợp một ít đội ngũ, chắc chắn bản vẽ lại bắt đầu. Đám này công nhân đều là Hoa Hạ chuyên nghiệp nhất tồn tại, Diệp tiên sinh yên tâm, đến buổi trưa 12 giờ, cái nhóm này công nhân nghỉ ngơi, sẽ đổi ngoài ra một nhóm công nhân tiếp tục, lần này chúng ta cho giá tiền là bọn họ bình thường 20 lần. Đám người này hăng hái 10 phần. Giang Nữ Dung ngược lại là không nghĩ tới hiệu suất lại như thế cao, theo bản năng nói, đó không phải là hơn một tuần lễ là có thể hoàn thành. Nón an toàn nam tử cười một tiếng, một tuần lễ có thể cũng không cần, 24 giờ bắt đầu làm việc, công nhân đủ, vật liệu lại là quốc tế trước vào, máy móc cũng là nước Mỹ nhập khẩu, ngắn nhất 4 ngày có thể làm xong, bất quá hậu kỳ xanh hóa cùng với chung quanh, hẳn còn cần một ít thời gian. Giang Nữ Dung gật đầu một cái, như vậy sức người và kim tiền dưới, thành lập một gia tộc quả thật dễ dàng hơn. Cực khổ, viên đan dược này ngươi cầm, Diệp Thần trong tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp ném ra ngoài. Nón an toàn nam tử khi thấy đan dược, hô hấp cũng dồn dập, nắm chặt lòng bàn tay đan dược, vội vàng nói cảm ơn Diệp tiên sinh. Ừ. Sau đó, Diệp Thần và Giang Nữ Dung ở chung quanh một vòng. Đối với hết thảy cũng rất hài lòng. Toàn bộ Diệp gia, không chỉ diện tích to lớn, lại là có núi. Ngày hôm qua trạng vạng tối Diệp Thần nhận được bản vẽ thời điểm, hắn thậm chí phát hiện, trên bản vẽ còn có vài chỗ phòng tu luyện, tất cả đều dùng huyền thạch chế tạo, như vậy đang tu luyện lúc cũng sẽ không có quá nhiều dị động. Hôm nay đã có huyền thạch vận tới. Đây cũng là tập đoàn thiên chính cần thiết tồn tại, chí ít ở Hoa Hạ. Kim tiền có thể để cho rất nhiều chuyện đổi được đơn giản. Bất kể là thành lập Diệp gia,
vẫn là những chuyện khác. Tập đoàn Thiên Chính Diệp Thần 100% nắm cổ phần, tiền mặt lưu cơ hồ muốn tràn ra, đừng nói thành lập một cái Diệp gia, coi như thành lập 100 cái Diệp gia, hắn vốn cũng dư sức có thừa. Bất quá, Giang Nữ Dung ngược lại có chút lo lắng, nơi này bắt đầu làm việc, phỏng đoán muốn không được bao lâu thì biết kinh động những người đó. Kinh thành Diệp gia ra đời, tất nhiên sẽ chạm đến rất nhiều người lợi ích. Không đơn thuần Lâm gia và Giang gia, thành phố Bắc Kinh còn lại võ đạo gia tộc, tất nhiên sẽ chú ý tới Diệp gia tồn tại. Hơn nữa ngày mai đài võ đạo đánh một trận, kinh thành võ đạo giới nước, thật muốn lật động. Những tên kia tự nhiên cho rằng Diệp Thần không thể nào thắng được, như vậy, mảnh đất này tất nhiên sẽ thành là những tên kia trong mắt thịnh soạn nhất thịt. Thần nhi, thật ra thì thành lập Diệp gia rất dễ dàng, nhưng là muốn coi giữ Diệp gia rất khó, theo ta biết mảnh đất này bị rất nhiều gia tộc nhớ, dẫu sao có thể phúc trạch gia tộc cao cấp, vì gia tộc mang đến khí vận, nếu như không phải là Bách Lý Hùng cưỡng ép đè, kinh thành những cái kia gia tộc cao cấp sớm liền vì nơi đây vung tay. Diệp Thần cười một tiếng, mụ, người yên tâm, nếu ta dám thành lập Diệp gia, tự nhiên làm xong ứng phó chuẩn bị, nếu như có người không có mắt, chẳng qua đem hắn lưu lại. Giang Nữ Dung chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó lên xe, hướng phòng học nhà trọ đi. Xe còn chưa mở bao xa, đột nhiên, phía sau một tiếng vang thật lớn tấn công tới. Diệp Thần con người co giúp một cái, vội vàng để cho tài xế quay đầu. Làm xe lần nữa lái vào, nhưng là phát hiện, Diệp gia vùng lân cận đậu 6-7 chiếc Hummer. Trong đó một chiếc cải trang Hummer lại là trực tiếp đánh về phía xây một nửa tường rào. Vô số gạch đá hoành bay, những công nhân kia hơn nửa ngày tâm huyết toàn bộ hủy trong chốc lát. Không chỉ như vậy, bốn tên công trên người đều là máu tươi, đang trên đất co ro thân thể, dùng sức che vết thương. Diệp Thần mở cửa xe, vọt xuống. Cũng không để ý vậy mấy chiếc xe Hummer, đi thẳng tới bị thương công trước mặt người, ngón tay bóp quyết, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang bao trùm mở, huyết dịch ngay tức thì ngừng. Vị kia mang nón an toàn ám điện cường giả phát hiện sự việc không đúng, cũng là hướng địa phương xảy ra chuyện đi tới. Diệp Thần kiểm tra một lần, bị thương bốn vị công nhân, trừ một vị tương đối nghiêm trọng trở ra, còn lại ba người chẳng qua là gãy xương cũng hoặc là bị một ít bị thương nhẹ. Diệp Thần đi tới trọng thương vị kia công nhân trước, cũng không đoái hoài tới cái gì, lấy ra một viên chữa thương đan dược để cho đối phương ăn vào, thương thế coi như là miễn cưỡng ngừng. Cảm giác thế nào? Người công nhân kia diễn cảm có chút dữ tợn và khó chịu, hắn khẽ cắn răng, trên mình tất cả đều là mồ hôi, hắn biết đại khái Diệp Thần thân phận, dù sao cũng lão bản. Lão bản, ta cảm giác hai cái tay không có chi giác. Con gái ta vẫn còn đang học đại học. Thê tử còn muốn ăn thuốc, nếu như ta không có biện pháp công tác, nên làm cái gì? Diệp Thần trong tay xuất hiện ngân châm, đồng loạt bắn vào vị kia trọng thương công cánh tay của người trên, người sau ngay tức thì cảm giác được một dòng nước ấm kích thích tay hắn cánh tay, thậm chí để cho hắn cảm giác có chút thoải mái. Người yên tâm, sẽ không có đại sự gì. Diệp Thần nhìn một cái sau lưng không có gì đáng ngại công nhân, giúp ta chiếu cố một chút người này. Được, lão bản. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần ánh mắt rơi vào xe Hummer lên. Xe Hummer cửa xe mở ra, xuống mấy cái thiếu nam thiếu nữ, không một ngoại lệ, đám người này trên mình đều có võ đạo thực lực. Không chỉ như vậy, chiếc kia đánh vỡ tường rào cải trang xe Hummer, lại là xuống một cái cao ngạo thanh niên và hai ông cụ. Ông già bảo vệ ở thanh niên bên người, trong mắt chỉ có cảnh giác và lạnh như băng. Vị kia mang nón an toàn ám điện cường giả đã đứng ở cửa, con người hiện lên lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm những người này, lạnh lùng nói các người là người nào? Tại sao phải phá xấu xa nơi này? Cầm đầu thanh niên không có chút nào để ý tới, sau đó nhìn lướt qua bên trong, nhàn nhạt nói, mảnh đất này, Bách Lý Hùng đồng ý các người xây. Thanh niên kêu Hà Kiến Kỳ, là Hà gia con trai trưởng. Hà gia cũng là kinh thành gia tộc cao cấp một trong. Mặc dù không bằng Lâm gia và Giang gia, nhưng là vậy không thể khinh thường. Mấu chốt Hà gia không cách nào và Lâm gia đặt song song, hoàn toàn là bởi vì vị trí duyên cớ, một khi bọn họ đem gia tộc thành lập chung một chỗ bảo địa trên, khí vận tuyệt đối sẽ thay đổi. Nói không chừng có thể nhảy một cái thành là gia tộc cao cấp. Hà gia những năm gần đây, duy nhất ở kinh thành nhìn lên đất chính là khối này.
Bọn họ cùng Bách Lý Hùng đàm phán bao nhiêu lần, thậm chí vận dụng hết thảy thủ đoạn, Bách Lý Hùng cũng không ngăn được. Bọn họ không khả năng làm sao. Chí ít mà nói, kinh thành bất kỳ gia tộc nào cũng không bắt được mảnh đất này, cái này cũng coi như công bằng. Nhưng là ngay tại mấy giờ trước, Hà Gia nhận được tin tức, mảnh đất này lại bắt đầu xây, mấu chốt tốc độ cực kỳ chi khối. Bọn họ ngồi không yên, cái này mới xuất hiện dưới mắt hình ảnh. Hà Kiến Kỳ ánh mắt rơi vào vị kia ám điện cường giả trên mình, chất vấn, mảnh đất này, Bách Lý Hùng chẳng lẽ không kiên trì, người sau lưng là ai? Gia tộc nào? Ám điện cường giả chỉ chiếc kia phá hư xe Hammer, gần từng chữ, người trước đem xe rời ra đi. Còn nữa, mấy vị kia bị thương công nhân xin nói xin lỗi và bồi thường. Nếu như ngươi không muốn, có thể đi đường tắt pháp luật. Hà Kiến Kỳ giống như nghe được cái gì tốt cười cười nhạo vậy, kinh ngạc nói, ngươi và ta nói luật pháp. Pháp mẹ ngươi, trước trả lời lão tử vấn đề. Lời nói rơi xuống, hắn dưới chân lại là mang theo dậy một hồi sức lực gió, trực tiếp hướng ám điện cường giả đá vào. Ám điện cường giả tự nhiên cũng không phải ăn chay, thân thể một chuyển, năm ngón tay dương ra, trực tiếp giữ lại đối phương chân. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng sức lúc đó, một vị ông già lại xuất hiện ở hắn bên người, một chưởng hướng hắn đầu vai tới. Một chưởng này mang tiếng gió gào thét, một khi rơi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bành! Cho dù ám điện cường giả muốn né tránh, vẫn là rất miễn cưỡng nhận chịu một kích, đạp đạp đạp, lui về sau dòng dã 6 bước. Ở thứ 6 bước thời điểm, một cổ khí lưu bao trùm ở sau lưng hắn, cái này mới dừng bước chân lại. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện là Diệp Thần, vội vàng nói, điện chủ. Chuyện này ta tới xử lý. Diệp Thần nói, giọng rất là bình tĩnh. Điện chủ. Ám điện cường giả hướng phía sau thối lui, mà Diệp Thần chính là đi tới Hà Kiến Kỳ trước mặt, các người là ai? Ai phái các người tới? Hà Kiến Kỳ thấy một người trẻ tuổi lại ngăn ở mình trước mặt, lại là dùng loại này giọng nói chuyện, có chút không vui, nhưng vẫn là nói. Người mẹ hắn là ai, ta là hỏi chỗ này người sau lưng, ngươi là thứ gì? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần động, Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, đã xuất hiện ở Hà Kiến Kỳ trước mặt. Một giây kế tiếp, một chân đạp liền đi ra ngoài. Cực kỳ ung dung một cước. Ở một cước kia đánh ra ngay tức thì, mơ hồ, có thể nghe được, Diệp Thần đùi phải, gân cốt trỗi lên, phát ra đùng đùng giòn vang tiếng. Do như hổ gầm thương khung. Giờ khắc này Diệp Thần, tràn đầy hơi thở cuồng bạo. Hà Kiến Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên động thủ. Thậm chí liền vậy hai cái ông già vậy không nghĩ tới. Mấu chốt Diệp Thần tốc độ quá nhanh, sắp đến bọn họ liền phản ứng tư cách đều không. Bành! Một cước này, trực tiếp đá vào Hà Kiến Kỳ bụng trên, Hà Kiến Kỳ cả người giống như diều đứt dây vậy bay ra ngoài. Một búng máu khạc ra. Gương mặt cơ hồ vặn vẹo, thậm chí liền xương sườn đều giống như gãy mấy cây. Ở vậy khí thế kinh khủng dưới, toàn bộ mặt đất cũng mơ hồ chấn động lên. Diệp Thần thình lình đánh ra, để cho tất cả mọi người đều bối rối. Không có bất kỳ nói chuyện, không có bất kỳ xung đột nào, cứ như vậy một cước. Thằng nhóc này sợ là điên rồi sao? Còn lại mấy cái thiếu nam thiếu nữ vội vàng đem Hà Kiến Kỳ đỡ lên. Hà thiếu, người có sao không? Hà Kiến Kỳ đem tất cả mọi người đẩy ra, lấy ra một viên đan dược phục đi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, giận dữ hét, lão tử con mẹ nó có sao không? Các người sẽ không xem à, CMN. Khâu lão, dư lão, giúp ta bắt lại cái đó tiểu súc sinh. Vậy hai cái hơi thở kinh khủng ông già gật đầu một cái, hướng Diệp Thần đi. Ngay tại lúc này, bên trong xe Giang nữ Dung hiển nhiên nhận ra đám người này lai lịch. Vội vàng xuống xe, đi tới Diệp Thần bên người. Thần nhi, đám người này là kinh thành Hà Gia, vậy hai cái ông già ta gặp qua, không thể khinh thường, kinh thành Hà Gia cũng coi là kinh thành uy tín lâu năm võ đạo gia tộc, mấu chốt những năm gần đây, bọn họ thật giống như vẫn đối với mảnh đất này cảm thấy hứng thú. Nàng biết Diệp Thần tính cách, hy vọng Diệp Thần có thể thu tay lại mấy phần. Dẫu sao làm một mẫu thân, nàng không hy vọng Diệp Thần địch thủ cũ quá nhiều. Giang gia và Lâm gia đã quá khó khăn ứng phó, nếu như hơn nữa một cái Hà gia, vậy thì thật phiền toái. Diệp Thần trong mắt không biến hóa chút nào,
mở miệng nói, Hà gia và Lâm gia so sánh, như thế nào? Giang nữ Dung lắc đầu một cái, kém hơn Lâm gia. Diệp thần khóe miệng phát họa một đạo cười nhạt mụ, người có thể nghe qua một cái thành ngữ, giết gà dọa khỉ. Giang nữ Dung mặt liền biến sắc, vội vàng nói, thần nhi, Hà gia cũng không phải là cái gì gà, bọn họ sừng sững kinh thành ngàn năm, bỏ mặc thực lực vẫn là mạng lưới quan hệ cũng không bình thường, tốt nhất không nên quá qua, nếu không sẽ rất phiền toái. Mụ, ta biết, chuyện này giao cho ta là được. Giang nữ Dung gặp mình khuyên không nhúc nhích Diệp thần, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Diệp thần bước ra một bước, trên mình không có chút nào ý định giết người, nhưng là một tia sát ý nhưng không tự chủ được từ hắn trong thân thể chui ra. Hai ông cụ vậy đi tới Diệp thần trước mặt. Thằng nhóc, ngươi và thiếu gia nhà ta không thù không oán, tại sao phải hạ như vậy nặng tay? Sư lão mở miệng nói, hắn giọng hiện lên một tia uy hiếp, vô hình uy áp lại là hướng Diệp thần phủ tới. Diệp thần nhìn một cái vậy lái vào tường rào xe Hammer cùng với mấy vị kia vô tội bị thương công nhân, nhàn nhạt nói, những thứ này, có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? À, ngươi dám hỏi Hà gia chúng ta muốn giải thích, ngươi chắc chắn, sư lão thanh âm lạnh xuống. Hắn có thể nghe được sau lưng Hà Kiến Kỳ rên rỉ thống khổ. Nếu như chuyện này không làm xong, vậy hắn liền thật không cần sẽ ở Hà gia làm khách khanh. Hà Kiến Kỳ bởi vì uống đan dược, thân thể khỏe mấy phần, một bước một qua đi tới, và tên này nói nhảm cái gì à, trực tiếp bắt lại. Thiếu gia. Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh hướng Diệp thần vọt tới, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, hai cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện, xé rách sắc bén, hướng Diệp thần chỗ hiểm đi. Rất hiển nhiên, hai người không có bất kỳ thu tay dự định. Giang nữ Dung muốn xuất thủ giúp Diệp thần. Nhưng là thấy Diệp thần lạnh nhạt dáng vẻ, vẫn là dừng lại thân thể. Nàng tin tưởng mình nhi tử. Mắt xem hai đạo hàn quang thì phải đụng chạm, Diệp thần trong mắt toát ra một đạo ánh sáng, các người để cho ta rất thất vọng. Sư lão và Khâu lão nghe được cái này thanh âm, tựa hồ cảm giác được bị một cổ chết ý bọc, không do dự nữa, vừa định gia tăng lực lượng, một đôi tay đã hung hãn giữ lại bọn họ cổ tay. Sắc bén không cách nào tiếp tục tiến về trước. Hai cái liền hoa hạ tông sư bảng trước 10 cũng không có tiến vào phế vật, còn dám giết ta. Sắc sắc. Một giây kế tiếp, hàn quang kia lại rất miễn cưỡng từ trong gián đoạn rách, bên bờ ngay ngắn, vết cắt quy tắc. Bọn họ vũ khí trong tay trực tiếp biến mất. Quay lại, bọn họ cảm giác mình cổ chỗ bị một cổ lực lượng xuyên thấu, rét lạnh ý bao trùm toàn thân. Cái này. Hai ông cụ theo bản năng ngẩng đầu. Nhưng là phát hiện mình vũ khí trong tay lại đã cắm vào cổ của bọn họ. Cực kỳ lạnh như băng. Không chỉ như vậy, bọn họ trường bào đều là máu tươi. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, chỉ có sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn yên lặng. Trong mắt đã thu xúc tới cực điểm. Bọn họ ở Hà gia không tính là thực lực chí cao, nhưng là lão gia có thể để cho bọn họ bảo vệ Hà Kiến Kỳ liền chứng minh bọn họ thực lực đủ cường đại. Chí ít ở kinh thành, chỉ cần không đụng gặp hoa hạ tông sư bảng trước 10 những cái kia yêu nghiệt, tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện. Bọn họ kiêu ngạo, bọn họ trong mắt không người, lại là khinh thường tại trước mắt Diệp thần. Nhưng là lại không nghĩ rằng, trước mặt tiểu tử lại một chiêu liền giết bọn họ. Lại là đem bọn họ kiêu ngạo hoàn toàn đánh nát. Đây là cái gì thực lực? Bành! Hai ông cụ thân thể ngã trên đất, trong mắt mở, lại không chỉ có chết ý. Hà gia tất cả con em giật mình, ai có thể nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến trình độ này. Hà lão gia tử chỉ bất quá để cho bọn họ tới hỏi dò một chút tình huống, lại không nghĩ rằng một chục dò, nhưng là đụng phải một tôn sát thần. Lại là chọc giận cái này tôn sát thần. Bọn họ làm qua môn học, mảnh đất này đón lấy không phải bất kỳ một người nào kinh thành võ đạo gia tộc. Nếu không nhất định sẽ có tiếng gió. Nếu không phải những gia tộc kia. Bọn họ Hà gia có đầy đủ tư cách tiếp thu. Nhưng là dưới mắt, không chỉ Hà Kiến Kỳ bị thương, Hà gia hai vị khách khanh trực tiếp bỏ mình. Bọn họ lúc này mới ý thức được sự việc không có đơn giản như vậy. Diệp thần từng bước hướng Hà Kiến Kỳ cùng với những thiếu nam kia thiếu nữ đi tới. Cho dù bọn họ có nhất định cổ võ thực lực, nhưng là vậy hai vị khách khanh cũng đã chết, bọn họ căn bản không có thể có ngăn cản tư cách à.
ngươi, cút tới đây, quỳ xuống nói xin lỗi. Liền tại tất cả người thất thần nháy mắt, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Nhưng là mang một tia lạnh như băng ý. Hắn chỉ người chắc chắn chính là Hà Kiến Kỳ. Hà Kiến Kỳ theo bản năng và mấy người còn lại lui về phía sau một bước, ta là Hà gia con trai trưởng, ngươi không thể động ta. Ta Hà gia nhưng mà kinh thành gia tộc cao cấp, ngươi như cử động nữa ta một chút, ta phụ thân tức giận cũng không phải là ngươi thằng nhóc này có thể tiếp nhận. Diệp Thần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lướt qua Hà Kiến Kỳ, yên lặng hơi rất nhiều, vô cùng tức giận ngược lại cười, nói xong. Hà Kiến Kỳ ngẩn ra, tạm thời bây giờ không dám nói gì nữa. Nếu nói xong, vậy thì chạy trở về tới. Diệp Thần năm ngón tay dương ra, chân khí cường đại phóng thích mở, một cổ lực lượng vô hình bọc. Chung quanh lớn gió nổi lên. Hà Kiến Kỳ lại cảm giác được sau lưng có một cổ lực lượng vô hình lại đang nắm kéo hắn. Loại cảm giác này rất là khó chịu. Còn lại thiếu nam thiếu nữ muốn phải bắt được Hà Kiến Kỳ, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Phải biết Diệp Thần nhưng mà bước chân vào ly hợp cảnh. Vì sao là ly hợp cảnh giới? Thiên địa tương cách, khí lực ngưng hợp. Rắc rắc. Chớp mắt ở giữa, Hà Kiến Kỳ liền bị lực lượng lớn hút đến Diệp Thần trước mặt. Một cổ vô hình uy áp từ trên trời hạ xuống. Hà Kiến Kỳ trực tiếp quỳ xuống trên đất, thân thể cơ hồ bị đè cong. Mặt hắn lên đều là khuất nhục. Hắn thành tựu Hà gia con trai trưởng, có ai dám để cho hắn quỳ xuống? Nếu như truyền đi, hắn làm sao còn ở kinh thành trong vòng phối hợp? Ta muốn gặp sau lưng ngươi người. Ta muốn gặp Bách Lý Hùng. Ta muốn gặp nơi này người sở hữu. Ngươi nếu dám giết ta, tất nhiên cùng Hà gia là địch. Hà Kiến Kỳ nhìn về phía Diệp Thần sau lưng Giang Nữ Dung, lại giận dữ hét, ngươi không chỉ phải chết, còn có phía sau ngươi người phụ nữ kia, ngươi nếu dám động ta, nàng cũng phải chết. Không chỉ chết, ta còn muốn để cho vô số người cường bạo. Lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác được một cổ lạnh như băng tấn công tới. Hà gia, Diệp Thần nheo lại sát ý hai tròng mắt, trên dưới nhìn kỹ Hà Kiến Kỳ, nếu ngươi muốn biết tất cả mọi người nơi đây, vậy ta liền nói cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, nơi đây thuộc về kinh thành Diệp gia. Bất kỳ những người không có nhiệm vụ nếu dám bước vào nơi đây, chỉ có chết. Còn nữa, ai như làm nhục ta mẫu thân, chỉ có chết. Thanh âm lạnh như băng tại tất cả người bên tai vang khắp. Biểu tình của tất cả mọi người cũng cứng lại, một cổ vô hình ý định giết người hiện lên mở. Đột nhiên, một đạo hàn quang thoáng qua, Hà Kiến Kỳ đầu lâu trực tiếp bị Diệp Thần cầm ở lòng bàn tay. Diệp Thần tiện tay ném một cái, liền vứt xuống những cái kia thiếu nam thiếu nữ trong tay. Nếu như Hà gia muốn trả thù, tìm ta Diệp Thần, ta tùy thời chờ. Cút! Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cơ hồ sợ hai chân như nhũn ra. Hà Kiến Kỳ chết. Không chỉ chết, còn bị người lấy xuống đầu lâu. Thằng nhóc này là điên rồi sao? Còn có Diệp gia? Kinh thành nào có Diệp gia à? Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì? Diệp Thần cái này hai chữ tựa như ở bọn họ trong lòng nổ bể ra. Dõi mắt toàn bộ kinh thành, Diệp Thần cái này hai chữ quả thực quá quen thuộc. Bởi vì ngày mai đánh một trận, chính là Diệp Thần và Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ hai Lâm Tuyệt Long đánh một trận à. Mấu chốt tên này không chỉ muốn khiêu chiến Lâm gia Lâm Tuyệt Long, càng phải tự lập môn hộ. Ở kinh thành ổn định thế cục dưới, rất miễn cưỡng thành lập Diệp gia. Ai cũng được tên này muốn cùng toàn bộ kinh thành gia tộc tuyên chiến. Thiếu nam thiếu nữ không dám nhớ lại nữa, một người trong đó nhìn một cái trên đất đầu lâu dữ tợn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng cởi xuống quần áo đem Hà Kiến Kỳ đầu lâu bao vây lại, thậm chí liền xe đều không muốn, trực tiếp hướng chạy ngược phương hướng. Ai có thể nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ có động tác lớn như vậy? Bây giờ đêm, Diệp Thần danh tự này tất nhiên vang khắp toàn bộ kinh thành. Chờ những người này rời đi sau đó, Giang Nữ Dung cau mày đi tới, Thần Nhi, ngươi là cố ý thả bọn họ đi. Diệp Thần gật đầu một cái này Hà Kiến Kỳ cũng là tự tìm cái chết, ta bản không muốn gây chuyện, nhưng là hắn vừa vặn đụng vào trên họng súng tới, người này đầu lâu chí ít sẽ cho một số người chấn nhiếp, ta để cho chạy những người đó, bất quá là mượn bọn họ phóng thích một cái tín hiệu mà thôi. Ngày hôm nay đến ngày mai. Những cái kia chỗ tối người chắc chắn sẽ không lại đánh nơi này chủ ý,
chờ đài võ đạo kết quả vừa ra, kinh thành Diệp gia có lẽ mới có thể thành là chân chính gia tộc cao cấp. Bây giờ liền xem ngày mai. Ngụ, đi thôi, nơi này gió lớn. Giang nữ dung nhìn một cái vậy cụ vô đầu chi thi, gật đầu một cái. Diệp thần trưởng thành, một ít chuyện tình sẽ để cho chính hắn đi quyết định, kết quả vậy chỉ có thể tự chịu đựng. Hoa hạ võ đạo giới tàn khốc vốn là như vậy, đây là nàng năm đó cho dù dị bẩm thiên phú, cũng không tu luyện nguyên nhân. Cái này bẩn thỉu thế giới, nàng làm một người phụ nữ, chỉ muốn né tránh. Nhưng là thật tránh liền sao? Nàng bây giờ bước vào tu luyện một đường, đã bị cái thế giới này thay đổi. Ra đời ở Giang gia, thật ra thì nàng đã không có lựa chọn. Bây giờ thần nhi biến hóa, để cho nàng càng không có lựa chọn. Mấy cái này ban đêm, nàng thậm chí đang suy nghĩ, có lẽ năm đó hắn nghe Giang lão gia tử mà nói, bước vào tu luyện, liền có năng lực bảo vệ con mình và chồng. Kinh thành, thành tây một nơi trang viện. Bên trong trang viên là một tòa kiểu Âu Châu kiến trúc. Biệt thự yên lặng đến mức tận cùng, mấy cái thiếu nam thiếu nữ đồng loạt quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Trước người bọn họ để một cái bọc. Bọc mở ra, là một tôn máu trong vắt đầu lâu. Hà Kiến Kỳ đầu lâu. Phòng khách phía trên nhất ngồi một cái trung niên nam tử và một cái ông già. Trung niên nam tử là Hà Kiến Kỳ phụ thân cùng với gia chủ Hà Gia, Hà Quốc Phượng. Còn như ông già, chính là Hà Gia chân chính người nắm quyền, Hà Thắng Hải. Thời khắc này sắc mặt hai người đỏ lên, trên người ý định giết người bộc phát ra. Hà Quốc Phượng cũng không nhìn được nữa, trực tiếp đứng lên, các ngươi ý nghĩa là mảnh đất kia người sở hữu chính là Diệp Thần. Diệp Thần ngay trước các ngươi mặt giết hai vị khách khanh, lại là tháo xuống Kiến Kỳ đầu lâu. Một cái có chút tròm râu người đàn ông liền gật đầu một cái, gia chủ, không có sai. Mấu chốt vậy Diệp Thần lại tự lập môn hộ, nói là kinh thành Diệp gia. Bót! Hà Quốc Phượng một trưởng vỗ ở bên người án trên đài, Diệp gia. Hừ, muốn ở kinh thành thành lập gia tộc chẳng lẽ chính là hắn thuận miệng nói một chút sao? Dám giết nhi tử ta, hôm nay ta liền tự mình bắt lại tiểu tử cuồng vọng kia đầu lâu, tốt cho con ta trả thù. Hà gia các cao thủ, nghe lệnh. Hà Quốc Phượng mới vừa muốn nói cái gì, Hà lão gia tử đứng lên, hắn đem tức giận đè ép xuống, nhàn nhạt nói, Quốc Phượng, sự việc không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lần này, là Kiến Kỳ lỗ mãng, hắn cũng không suy nghĩ một chút, mảnh đất kia Bách Lý Hùng chiếm cứ nhiều năm như vậy, há sẽ tùy tiện nhả, càng không biết cho một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Theo ta chỉ, thằng nhóc kia nhưng mà gặp qua vị kia. Không chỉ như vậy. Tần lĩnh dãy núi cũng có thể có thằng nhóc kia tung tích, mặc dù không có chắc chắn, nhưng là bây giờ xem ra, 8-9 phần 10. Người này dám vào ngày mai khiêu chiến Lâm Tuyệt Long, tuyệt đối không có người nghĩ như vậy dễ dàng, bỏ mặc nói thế nào, Kiến Kỳ đã chết, hắn sẽ chết có giá trị, ngày hôm nay ra tay không thích hợp, ngày mai chúng ta trước cùng đi xem một chút đài võ đạo kết cục như thế nào. Hà Thắng Hải lời nói bình thản đến mức tận cùng, cháu trai bị giết. Hắn coi như tức giận, cũng phải lý trí. Hắn ở Diệp Thần trên mình thấy được một tia không thể tưởng tượng nổi đồ. Hắn không biết Diệp Thần trên người tu vi và võ tới từ nơi nào. Càng không biết người này đứng sau lưng là ai. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Không biết mới là để cho người sợ hãi. Hà Quốc Phượng không nghĩ tới phụ thân lại có thể sẽ nói như vậy. Hắn đang bực bội, muốn bình tĩnh, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Nhìn một cái phụ thân, hắn chỉ có thể nói, ba, thằng nhóc kia 10 có 8-9 sẽ bị Lâm Tuyệt Long chém chết, vạn nhất hắn không chết cũng hoặc là thắng, lại nên làm cái gì? Hà Thắng Hải do dự mấy giây, khóe miệng xuất hiện một đạo nụ cười, hắn nếu như thắng, vậy thì tốt nhất, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay là được. Đài võ đạo quy củ mặc dù là chết, nhưng là người là sống, cái này Diệp Thần tất nhiên chọc nhiều người giận. Đến lúc đó liên hiệp kinh thành võ đạo giới tất cả gia tộc, thằng nhóc kia làm sao có thể có đường sống. Theo ta biết, Giang nữ dung tuy là người Giang gia, nhưng là Giang lão gia tử mâu thuẫn đã thăng cấp, căn bản không có thể ra tay giúp một cái nghiệt chủng, vậy Diệp Thần trời xanh tính cuồng ngông, cũng không khả năng có những người khác đi giúp hắn. Ngày mai, ta Hà Thắng Hải ngược lại là muốn biết, một mình hắn nếu như mặt đối với Lâm gia, thì như thế nào đối mặt toàn bộ kinh thành võ đạo giới. Một ngày thời gian,
Cơ hồ toàn bộ kinh thành gia tộc cùng với người võ đạo giới đều biết chuyện hôm nay, Hà Kiến Kỳ bị chém đứt đầu lâu, Hà gia tức giận, Diệp Thần tự lập môn hộ thành lập Diệp gia, cơ hồ là mấy năm qua này võ đạo giới nhất có tranh cãi mấy chuyện đại sự. Nguyên bản đối với ngày mai cái đó và Lâm Tuyệt Long đánh một trận tiểu tử không có chút nào ấn tượng. Chuyện hôm nay, để cho kinh thành võ đạo giới gia tộc hoàn toàn nhớ Diệp Thần tên chữ. Chỉ bất quá đi đôi với tất cả mọi người cười nhạt. Nguyên bản cho rằng Diệp Thần chỉ bất quá không tự lượng sức, lần này tất cả mọi người còn biết Diệp Thần cuồng ngông. Tạm thời bây giờ, Diệp Thần lại bị mấy vị gia tộc cao cấp tộc trưởng chỉ đích danh là võ đạo giới sâu mọt. Cùng lúc đó, kinh thành Giang gia. Giang lão gia tử híp mắt, trong tay thưởng thức trước hai cây linh thạch. Linh thạch tản ra linh khí yếu ớt. Đột nhiên, lão gia tử động tác dừng lại, lạnh lùng cười nói, thằng nhóc kia lại có thể thật muốn tự lập môn hộ. Ha ha, không biết sống chết nghiệt chủng. Hắn loáng thoáng nhớ trước mấy ngày Diệp Thần ở Giang gia lời nói hùng hồn. Để cho Giang gia ngưỡng vọng gia tộc có thể sẽ có rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Diệp gia. Ngay tại lúc này, Giang Kiếm Phong không nhịn được, mở miệng nói, ba, ngày mai chúng ta đi xem cuộc chiến sao. Đến lúc đó ngài sẽ xuất thủ không? Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, như vậy thịnh sự, ta Giang gia há có thể không xem cuộc chiến, ta đây là muốn biết vậy cuồng ngông tiểu tử cuối cùng sẽ là loại nào kiểu chết. Ta thừa nhận hắn thực lực không tệ, càng là có vũ khí cường đại, nhưng là Lâm Tuyệt Long từ chỗ đó sau khi trở về, thì trở nên được cực kỳ khủng bố, không chỉ thực lực nghiền ép thằng nhóc này, trên võ kỹ tất nhiên cũng không yếu, trận chiến này, câu trả lời rất rõ ràng, nghiệt chủng kia hẳn phải chết. Ba. Ngươi nếu như ở thời khắc mấu chốt cứu Diệp Thần nói không chừng sẽ đem võ giao ra. Giang Kiếm Phong hơi biến sắc mặt, dưới mắt, hắn chỉ có thể như thế khuyên. Giang lão gia tử cười nhạt, cứu hắn. Võ kỹ của hắn mặc dù nghịch thiên, nhưng là ta còn không có ngu đến họp ở đài võ đạo cứu hắn. Ngươi có biết, kinh thành tất cả võ đạo gia tộc cũng liên hiệp, ngày mai bỏ mặt đối chiến kết quả như thế nào, vậy Diệp Thần cũng đừng nghĩ sống đi ra đài võ đạo. Cuồng ngông không biết đúng mực nghiệt chủng, cho dù có nghịch thiên cơ duyên, cũng biết bị hủy bởi trong tay hắn. Giang Kiếm Phong khẽ cắn môi, vẫn là rời đi, hắn vốn định bấm Diệp Thần điện thoại, nhắc nhở đối phương mấy phần, nhưng là điện thoại nhưng tắt máy. Hắn lại đánh cho Giang Nữ Dung, điện thoại lại cũng tắt máy. À, Diệp Thần, ngày mai, ngươi chỉ có thể tự từ cầu nhiều phúc. Kinh thành Đại học Sư phạm, phòng học nhà trọ. Diệp Thần ở trong phòng ngủ nhắm mắt lại tu luyện, ngày hôm nay Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di không có quấy rầy Diệp Thần, yên lặng ở tại một cái khác gian phòng. Mặc dù hai người lo lắng, nhưng là cũng không thể nói thêm cái gì. Các nàng không được rõ Lâm Tuyệt Long, càng không được rõ đài võ đạo, các nàng chỉ có thể lựa chọn không chùn bước tin tưởng Diệp Thần. Giang Nữ Dung nhiều lần muốn đẩy ra Diệp Thần cửa, cuối cùng vẫn là vậy không làm như vậy. Thời khắc này Diệp Thần đưa thân vào trong luân hồi mộ địa, long mạch khí không ngừng ở hắn quanh thân vần quanh. Đỉnh đầu huyết long quanh quẩn, từng cơn long ngâm tựa như hiện lên huyết long tức giận. Huyết long từ tần lĩnh long mạch trở về, quanh thân liền dẫn một đạo hỏa diễm, có lúc, thậm chí có thể để cho luân hồi mộ địa nhiệt độ cũng tăng lên mấy phần. Diệp Thần khí thế không ngừng leo lên, vốn định ở đài võ đạo đánh một trận vượt qua một cảnh giới. Nhưng là càng về sau quả thật vượt khó tu luyện. Bất quá cũng may Diệp Thần cảnh giới đã chỗ ở đó một cảnh giới nhỏ đỉnh cấp. Không cần nhiều ít ngày giờ vậy có thể đột phá. Cả đêm tu luyện, Diệp Thần mở mắt ra, sát cơ lạnh như băng phóng thích mở. Bên ngoài thiên đã sáng, ngoài nhà lại là truyền tới mẫu thân làm điểm tâm thanh âm. Diệp Thần như thường ngày vậy giặt tóc và ăn cơm, Giang Nữ Dung, Tôn Di, cũng hoặc là Hạ Nhược Tuyết. Không có đề ra có liên quan đài võ đạo bất kỳ chữ, giống như chờ một hồi sắp phát sinh là một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Buổi sáng 8 giờ, Diệp Thần đi xuống lầu, một chiếc Porsche ngừng ở cửa. Diệp tiên sinh, Chu Nhã nói. Ừ, Diệp Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Giang Nữ Dung và hai nữ thì ngồi ở phía sau. Bầu không khí rất yên lặng. Chu Nhã lái xe đang lúc, nhìn một cái Diệp Thần. Phát hiện đối phương giống như là một cái không có chuyện gì người vậy, nhắm hai mắt mâu. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt mình tim đập nhanh hơn, không riêng gì nàng, phía sau ba phụ nữ vậy đều giống nhau.
ai có thể làm được chân chính ổn định. Nửa giờ sau đó, kinh thành võ đạo cung thể thao. Làm Pauser dừng lại nháy mắt, vô số đạo ánh mắt bắn tới đây. Lạnh lùng, khinh thường, buồn cười. Các loại mặt trái tâm trạng tấn công tới, Diệp Thần không có động tĩnh, xuống xe, trực tiếp hướng cung thể thao đi. Cung thể thao rất cổ xưa, lại là lộ thiên, cửa có kiểm tra an ninh nhân viên, thậm chí còn có không thiếu quân đội cao thủ duy trì trật tự. Diệp tiên sinh, Lôi Thụ Vĩ canh giữ ở cửa, khi thấy Diệp Thần xuất hiện, con người hơi co lại, vội vàng cung kính nói. Thủ trưởng sẽ toàn bộ hành trình xem cuộc chiến. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng cung thể thao đi, kiểm tra an ninh nhân viên biết Diệp Thần thân phận, cũng không có kiểm tra. Bên trong quán thể dục người không nhiều, vô ích rất nhiều vị trí, nhưng là lại có trăm người ngồi xuống. Làm Diệp Thần xuất hiện nháy mắt, hai đạo thân ảnh nhưng là đâm đầu đi tới. Chính là Hà Quốc Phượng cùng với Hà Thắng Hải. Hà Quốc Phượng bước chân dừng lại, lạnh như băng nhìn Diệp Thần, gằn từng chữ, Diệp Thần, ngươi ngày hôm qua giết con trai ta, hôm nay, ngươi đừng hòng đi ra đài võ đạo. Diệp Thần không để ý đến, ở hắn xem ra, con kiến hôi mà thôi, hắn khinh thường động thủ. Thật đang muốn động thủ chính là trên đài võ đạo người đàn ông kia. Giờ phút này trên đài võ đạo, một cái sắc mặt có chút lạc tai hồ người đàn ông đứng ngạo nghễ. Hắn trên mình thả ra cực mạnh ý định giết người, chỉ một đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cực mạnh uy áp. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm trên đài võ đạo người đàn ông. Một tia vô tình lửa giận lên men, hắn từng bước bước ra. Mỗi bước ra một bước, Vân Hồ Sơn Trang một màn liền hiện lên hắn trước mắt. Dữ tợn, giết hại, điên cuồng ở trong đầu hắn quấn quanh. Còn chưa bước lên đài võ đạo, Bách Lý Hùng nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Diệp tiên sinh, trận chiến này ngươi như thắng, Diệp Thiên Chính sẽ gặp mang về. Bên ngoài cũng có ta thiết huyết doanh cường giả trấn thủ, nhưng là đài võ đạo có quy củ, Hoa Hạ phía chính phủ lực lượng không thể dính dấp trong đó, nhưng là nếu quả thật xảy ra chuyện, ta Bách Lý Hùng cũng biết nghĩ biện pháp cứu ngươi. Còn nữa, Diệp tiên sinh cẩn thận phía bắc vậy hai cái ông già, căn cứ ta đoán sai, cái này hai người đến từ huyết minh, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Thần tầm mắt nhìn lướt qua phía bắc, hai cái ông già đang híp mắt xem hắn, là nụ cười máu phác họa, bọn họ bên người là Lâm gia tộc dài. Bách Lý Hùng nhắc nhở vậy hai cái ông già trên cổ bất ngờ xăm một miếng máu đỏ cửa. Không nghĩ tới huyết minh người lại và Lâm gia cũng như cửa này hệ. Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc. Lâm gia cách đó không xa vị trí chính là Giang gia. Giang lão gia tử, Giang Kiếm Phong cùng với còn lại mấy vị cũng đến sân. Nên tới, cũng hoặc là không nên tới đều đến đông đủ. Diệp Thần không do dự nữa, một bước bước lên trên đài võ đạo. Thân thể huyết long dường như muốn lao ra trong cơ thể, một cổ vô hình sát khí bao trùm mở. Đài võ đạo, gió lạnh xào xạc. Muốn bắt đầu. Cuộc chiến sinh tử à? Cái này Diệp Thần đầu óc thật bị lừa đá. Lại thật dám lên. Nghe nói Hắc Thị mở ra tỷ số bồi kinh người, mua Diệp Thần người thắng cơ hồ không có. Người mẹ hắn cũng không suy nghĩ một chút, cái này Diệp Thần xuất đạo mấy năm, Lâm Tuyệt Long truyền thuyết lại kéo dài đã bao nhiêu năm. Cái nào não tàn sẽ mua Diệp Thần, cái này sợ là tự tìm cái chết đi. Khoan hãy nói, thật có người mua Diệp Thần, ta nghe nói Bách Lý Hùng mua Diệp Thần thắng 10 triệu. Cái này nếu như thắng mà nói, vậy hắn có thể sạch sẽ được lợi mấy trăm triệu à? Bách Lý Hùng nữ nhi không phải ở Ninh Ba lâu quá một đoạn thời gian sao, phỏng đoán và Diệp Thần có chút quan hệ đi. Ha ha, nếu đều biết Diệp Thần hẳn phải chết, ta thật là tò mò, Diệp Thần kết quả sẽ chết như thế nào? Bị một chiêu trong nháy mắt giết, vẫn bị ngược chết. Nhìn đài võ đạo trung tâm trên đài cao đứng hai đạo thân ảnh kia, đám người chung quanh, sôi sùng sục. Diệp Thần thất bại. Tất cả mọi người tại chỗ phán đoán, thiên thiên nhất luật, không có ngoại lệ chút nào. Căn bản không có người coi trọng Diệp Thần. Thậm chí làm Diệp Thần bước lên đài võ đạo, trong đám người chỉ có hít hà. Vô cùng buồn cười hít hà. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần, tất cả mọi người đều phảng phất là ở xem một người chết vậy. Phế vật như vậy, cho dù chết, cũng không đủ tiếc. Hoặc giả là nghe được động tĩnh,
Đài võ đạo Lâm Tuyệt Long mở mắt ra, khóe miệng lộ ra thị huyết cười nhạt, phế vật, rốt cuộc gặp mặt, 5 năm trước, nếu như không phải là mẫu thân ngươi đem ngươi đẩy xuống hồ Đông Tiền, ngươi có thể đã sớm chết rồi. Nói thật, ta có chút hối hận, năm đó nếu như bóp chết ngươi, có thể cũng sẽ không có như vậy con bướm chuyện. Cho dù ngươi bước vào võ đạo, thiên phú kinh người, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở ta thủ hạ chống đỡ bao lâu? Một chiêu, vẫn là hai chiêu. Ở Lâm Tuyệt Long trong mắt chỉ có lạnh lùng. Diệp Thần diễn cảm rửng rưng, còn như lên tiếng, 5 năm trước, ta Diệp gia bị ngươi làm cửa nát nhà tan, 5 năm sau đó, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi cảm giác được vô tận sợ hãi. Ngay tại lúc này, một cái khí tức cường đại trọng tài vượt qua đến trên đài võ đạo, vừa định trần thuật một ít đài võ đạo quy tắc, hai đạo đến từ bất đồng phương hướng dày chi tiếng vang lên, không cần. Vậy trọng tài mặt liền biến sắc, nhìn một cái phản ứng của hai người, yên lặng đi xuống đài. Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đài võ đạo đánh một trận, bắt đầu. Dứt lời, Lâm Tuyệt Long sát cơ lạnh như băng và uy áp phóng thích mở. Cảm thụ vậy sơ xác tiêu điều hơi thở, cảm thụ đối diện truyền tới uy áp, Diệp Thần đột nhiên nhắm mắt lại, đem mình đan điền mỗi một chút chân khí cũng điều động. Quanh thân sát khí bọc, tựa như hiện lên đỏ thẫm ánh sáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.